lòng ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cung thần Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành con nguyện không chứng vô sanh niết bàn đại hùng đại lực đại từ bi giúp con dứt sạch sân si buồn phiền để sớm được lên miền thượng giác ngồi đạo tràng bát ngát mười phương hư không có thể tiêu tan nguyện con kiên cố không hề. Thượng Thế Đạo Tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử, chúng ta có duyên để được tiếp tục gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục chia sẻ bản kinh Lăng Nghiêm. Thì đến hôm nay là chúng ta đã học được 2/5 của bản kinh Lăng Nghiêm. Vậy là bản kinh Lăng Nghiêm mình có khả năng phải học hết 1 năm tới nữa mới hy vọng là được kết thúc. Thì kỳ rồi chúng ta đã học tới cái đoạn thứ 7. Đoạn đầu của đoạn thứ 7 là xét về phát tâm trong lúc tu nhân. Và chúng ta đã học xong cái phần đầu là lấy hư không dụ nhân không sinh diệt. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với cái phần thứ 2 là chia ra trong và đục để tiêu biểu tâm tính sáng suốt nhiệm màu. Và chúng tôi xin đọc phần chánh văn trước. Trong thân ông tướng cứng là đất, thấm ướt là nước, hơi nóng là lửa, lai động là gió. Do 4 thứ ràng buộc này phân chia tâm tính diệu minh vắng lặng trùm khắp của ông làm thành cái thấy, nghe, hiểu biết từ đầu đến cuối tạo thành 5 lớp vẫn đục. Thế nào là vẫn đục? A nan, dụ như nước trong vốn sẵn là trong, lại như các thứ bụi, đất, tro, cát vốn là chất cặn ngại. Hai thể chất vốn sẵn như vậy không hợp nhau được. Có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong, đất liền mất tính ngăn ngại, nước mất tính trong sạch, thì trạng nhơ bẩn gọi là vẩn đục. 5 lớp vẩn đục của ông cũng giống như vậy. Ở đây Đức Phật nói lại cái sắc chất. Cái sắc chất của
thân của chúng ta. Cũng như hôm rồi chúng ta có nói tới cái sắc chất được hình thành ở bên ngoài, là ngay cả cây cỏ, những động vật hoặc là thực vật mà được hình thành gọi là đầy đủ á, thì nó có bốn chất gọi là đất, nước, gió và lửa. Ví dụ như chúng ta nhìn một cái cây mà mình nhìn bình thường nó chỉ là đơn giản là một cái cây, nhưng mà theo phân tích đất, nước, gió, lửa của nó cũng giống như phân tích đất, nước, gió, lửa của thân chúng ta đi, thì cái gì cứng đụng được tới đó gọi là đất. Và cái mũ của cây, cái nhựa cây á, nó mang tính ướt thì đó gọi là nước. Và cái cây nó cũng có cái ôn độ của nó, cái ôn độ của cây gọi là lửa. Và nó động không phải là do gió thổi nó động đó, nhưng mà từ bản thân cây quý vị thấy nó động không? Mắt ngoài mình nhìn thấy không rõ đâu, nhưng mà chúng ta thấy từ một cái dưỡng chất đã được hút qua rễ của nó rồi á. Nếu mà nó không có động, nó không đưa dưỡng chất lên tới đọt, lên tới lá để nó nuôi thân cây. Thì ra một cái cây nó cũng có đầy đủ đất, nước và gió và lửa, nó mới có thể tồn tại được, nó có thể sống. Nó còn cái gì mà còn có thể tồn tại, còn sinh hoạt được với cái đời thường của riêng nó, thì nó có đầy đủ đất, nước, gió và lửa. Cũng như mình nói tới cái động cơ của một chiếc xe đi, một chiếc xe mà hoạt động được nó phải có đầy đủ đất, nước, gió và lửa, chứ nếu mà thiếu một chút nó không có thể hoạt động được đâu, đúng không? Cái cứng của cái máy xe là đất rồi cái ướt là xăng dầu, nó không có xăng dầu thì máy nó cũng không hoạt động được. Và cái máy đó mà lửa nó không có tới là nó cũng không có nổ, gió nó nhiều quá máy nó cũng hư, mà gió nghẽn nó không có tốt thì máy nó cũng không có chạy được. Thì cái động cơ mà cái bê tông làm để tạo thành một cái lực ám mà đẩy xe đi tới nó là gió. Thì như vậy là trong một cái máy mà được sản xuất thì họ cũng phải căn cứ trên đất, nước, gió, lửa. Tức là điều hòa được đất, nước, gió, lửa thì mọi điều sẽ được sinh hoạt tốt đẹp. Thì thân của chúng ta cũng vậy, nếu đất, nước, gió, lửa chúng ta được điều hòa thì sẽ sinh hoạt rất là tốt. Còn nếu mà đất, nước, gió, lửa mà sinh hoạt không điều hòa, ví dụ như bây giờ có một ngày nào đó gió nó nhiều hơn thì chúng ta bị cái gì? Gió nhiều thì đất nó bị động, đúng không? Thật ra nhất chỗ này, nhất chỗ kia, cái đi giác gió, đi hút gió gì đó để cho nó re. Bữa nào mà nước bị nhiều hơn thì thân chúng ta thì sao? Bị phù thủng thì chưa ra. Rồi bây giờ bữa nào thiếu nước thì sao? Ví dụ ngồi đây chừng tiếng, hai tiếng ngồi tự có cái cảm giác của mình khác, tức là nước trong người nó thiếu, chúng ta phải châm nước vô. Thì tới hồi chúng ta nghe nói bụng, tức là đất nó thiếu, chúng ta phải châm vô. Như vậy trong cái thực phẩm ăn uống, cái sinh hoạt của mình, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái nhiệt lực rất là cần thiết để điều chỉnh. Thật ra con người ta sở dĩ mà ăn, sở dĩ thở, sở dĩ uống nước và đào thải ra, đó là cách để cho cơ thể nó điều hòa được tứ đại. Tứ đại mình đi vô một cách mà bình thường và ra được bình thường đó, thì sao? Thì chúng ta khỏe mạnh, không? Nhưng mà ví dụ như vô khó khăn là bắt đầu phải chở đi cấp cứu, mà ra không được nữa cũng phải đi cấp cứu. Phải nhờ người ta khai thông tứ đại của mình. Thật ra gần như là cả một cái đời sống của thân xác này của mình á, mình ngồi mình suy nghĩ kỹ lại, rõ ràng là chúng ta từng phút từng giây điều hòa cái tứ đại của mình. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi thở như thế này, tức là mình đang điều tiết, nói theo kiểu chung chung là mình đang điều hòa cái phong đại, tức là cái gió của mình. Mà một điều mà chúng ta mới thấy á, là cái thân của mình, tại vì mình chưa có nghiên cứu sâu về y học Đông Phương, thì nó giải thích rất là rõ cái thân của chúng ta với bên ngoài nó không có khác nhau cái gì. Theo mà nếu chúng ta có nghiên cứu về Nội Kinh Hoàng Đế, trong bản Nội Kinh Hoàng Đế thì giải thích rất rõ cái thân chúng ta nó giống như một cái tiểu vũ trụ. Mà Nội Kinh Hoàng Đế có nói, chúng tôi có nói ở trong một số đĩa, băng đĩa giảng về dưỡng sinh đó. Nó có một cái câu đầu tiên ở trong Nội Kinh Hoàng Đế, sau khi mà vua hỏi vị quốc sư mà rất là giỏi trong ngành y, hỏi là tại sao mà người xưa lại sống thọ 100 tuổi khỏe và ra đi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà người thời nay thì 20-30 tuổi đã bệnh rồi mà có ra đi cũng ra đi khó khăn. Câu hỏi được đặt ra như vậy, thì làm sao để giữ được sức khỏe giống như người xưa, sống 100 tuổi mà muốn đi thì đi rất nhẹ nhàng,
Thì trong đó có nhiều cái câu trả lời, nhiều câu trả lời, nhưng mà một cái câu mà chúng tôi hay nhắc tới là xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn. Chúng ta nghe cái nghĩa xuân có nghĩa là sinh sôi nảy nở, rồi mùa hạ thì nó trưởng thành, mùa thu thì nó bắt đầu nó thâu liễm lại, mùa đông nó tàn ẩn để mùa xuân nó sanh tiếp. Chúng ta nghe một cách đơn giản như vậy, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta giảng hết bốn ý nghĩa này cho cả một đời người mới có thể hết được á. Rồi Kinh Bằng Đế là một cái kiến thức khủng khiếp nhất của nhân loại, của Đông Phương mình. Chỉ những người mà thứ nhất là có cái kiến thức về thiền học tương đối sâu, hay nói khác hơn là người đó có khả năng ngộ được thiền học rồi á, thì người đó mới đủ sức có thể khai thác hết những cái ý nghĩa thâm sâu của Nội Kinh Hoàng Đế. Vì Nội Kinh Hoàng Đế không phải nói cho cái lĩnh vực của y học, không phải nói cái chuyện mà để trị bệnh, mà nói cái chuyện nó dưỡng thần, dưỡng khí, rồi nói tới tất cả những sinh hoạt rất là chi ly trong đời sống này. Đó là một cái gần như là một bản hướng đạo cho đời sống nhân loại, một bản kinh rất là quý giá của nhân loại chúng ta. Mà bản kinh đó chúng tôi nghĩ là một bậc thánh chứ không phải một người phàm có thể nói hết được. Ví dụ như họ nhận ra được một cái điều như thế này. Chúng ta hay nói đại trại với nhau gọi là cái gì, cái khí quyển, khí quyển. Nhưng mà đúng ở trong cái bản đó thì nó là khí quyển, khí quyển. Tức là cái khí mà nó bao quanh quả địa cầu của chúng ta. Thì cái nhìn của người xưa họ thấy rằng cái mùa xuân á là cái khí nó bung ra rộng tới cái tầng thứ bảy ở bên ngoài. Thì khi mà cái khí quyển quả đất nó bung ra đó, thì làm cho vạn vật muôn loài trong cái quả đất này nó cũng được bắt đầu sinh trưởng. Cho nên mùa xuân thì tất cả những cây cỏ nó mọc mầm nảy mầm, mọc mới rất là nhiều, những cành lá mọc mới và trổ hoa rất là nhiều. Và như vậy cái khí trời, khí tiết trời như vậy rồi, những động thực vật bắt đầu nó cũng sinh hoạt theo một cách vui tươi và rộn rã hơn là các mùa khác ở mùa xuân. Cái tâm tạng con người nó được mở theo cái dòng khí quyển của quả đất, cho nên mùa xuân á, cái chuyện mà mình có thể là chấp trước, mình có thể là giận hờn nhau không lâu được như những mùa khác, mình có thể xả bỏ, mà vì cái khí trời nó vui vậy mình dễ buông bỏ hơn là cái mùa hè và mùa thu, mùa đông. Và cái này nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm tưởng con người ta được sinh ra mùa đông. Nó khác. Ví dụ như làm những chuyện cơ mật á thì người ta chọn những người sanh ra những tháng mùa đông làm những chuyện đó, họ bị bắt hay bị cái gì đó họ không có khai, họ mấy người này giữ bí mật kỹ lắm không có khai. Nhưng mà những người làm sinh ra ở mùa xuân mà làm mấy nghề đó là coi chừng bị tiết lộ. Ví dụ vậy đó. Thì như vậy là nó ảnh hưởng luôn tới cái tâm thức của người ra đời trong cái cuộc đời đó. Và cái người sinh ra được mùa xuân, cái tâm hồn họ sẽ khác với cái người mùa thu, mùa đông. Rồi cái mùa xuân đó mình phải sinh hoạt là mỗi ngày mình làm sáng cái gì, trưa cái gì, chiều cái gì theo cái khí trời, theo khí trời. Và cái sinh hoạt ăn uống cũng theo khí trời. Tức là cái mùa đó nó sẽ sanh ra được một cái loại cây cỏ nào, rau quả nào, để nó hấp thu cái khí đó để nuôi con người đang sống ở cái thời điểm đó. Cho nên là chúng ta thấy trong cái thời xưa là người ta không có tích chứa những cái kho đụng lớn như bây giờ. Có nghĩa là mùa nào, mùa màng nào họ ăn thực phẩm đó. Cái người nguyên xưa đó thì họ ăn thực phẩm theo từng mùa. Mùa nào có cái gì họ ăn cái đó, chứ họ không có chứa từ mùa này qua mùa sau. Vì chứa mùa xuân qua tới mùa hè thì cái khí trời của mùa xuân nó sẽ sản sinh ra cái loại cây rau quả đó, nó phù hợp với cái người trong cái thời điểm đó ăn thức ăn đó thôi. Nhưng mình đã sống qua tới mùa hè rồi mà vẫn còn ăn thực phẩm của mùa xuân, hoặc là vẫn còn ăn thực phẩm mùa đông là coi như nó đã khác rồi. Cái khí trời ở ngoài nó khác, đồng thời cái khí của cái đất nó tiết ra trong cái vùng đó. Cho nên Đông y nó có một câu bí mật là thân thổ bất nhị, có nghĩa là cái thực phẩm ăn uống của mình và cái chỗ ở của mình á, nó không phải hai được. Vì cái đất đó nó sanh cái loại khí đó để nuôi con người ở cái khu vực đó thôi, trong vòng khoảng 50 cây số. Ra ngoài 50 cây số đó là cái khí nó đã khác, nó nuôi những cái loại thực phẩm khác, nó sinh trưởng khác để nuôi con người ở vùng đó chứ không phải nuôi người ở vùng này. Cho nên những cái thực phẩm ngay cả động vật hoặc là thực vật á mà ở xứ xa đem tới nó cũng ảnh hưởng tới một phần sức khỏe của con người. Vào mùa hè, ví dụ như mùa xuân thì đêm á thì mình ngủ trễ một chút được.
và thức dậy á, thức dậy hơi sớm. Qua tới mùa hè thì mình ngủ hơi sớm nhưng mà thức dậy hơi trễ một chút. Qua tới mùa thu thì lại thức trễ một chút nữa, mà tới mùa đông lại thức thật là trễ. Và chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta thì cái khí hậu nó không có nói được điều đó, nhưng mà qua châu Âu á hoặc là ở Mỹ những cái vùng lạnh á thì chúng ta thấy tối tới 9 giờ chưa tắt mặt trời. Ở cái mùa hè 9 giờ mặt trời vẫn còn. Để cho chúng ta ngủ trễ mà, nhưng mà trễ. Và qua cái mùa đông này nè thì tới giờ này vẫn nó vẫn còn tối thui, ví dụ tới 9 giờ vẫn vẫn chưa sáng. Tức là cái thời tiết nó sẽ đi rất đúng với cái này. Nhưng mà cái người phương Tây thì họ không có khai thác theo cái tư tưởng của Đông Phương. Nhưng mà buộc trời đất phải đi như vậy để tối thì tới mùa hè họ vẫn còn hoạt động. Nhưng mà buổi sáng của mùa đông thì họ vẫn nằm yên trên giường không hoạt động. Nhưng mình ở đây tới 5-6 giờ sáng là mình đã hoạt động rồi. Cái mùa đông thì nó gần như là cái sinh hoạt nó trái với cái trật tự của vũ trụ này, khiến cho sức khỏe chúng ta do những cái ngày sinh hoạt trái đó đó mà nó sẽ bị ảnh hưởng dần dần cái cách điều tiết cơ thể mình, nó sẽ bị xa thiên nhiên từ từ. Rồi chúng ta phải bù đắp bằng thuốc men kiểu này, thuốc men kiểu kia để chúng ta chấn chỉnh lại. Nếu được một thầy thuốc giỏi thì người ta sẽ điều hòa kỹ lại cho mình. Nhưng mà thật sự nó trải qua càng gần về gần đây chừng nào thì do cái ảnh hưởng khoa học rồi khiến cho con người ta nó rời thiên nhiên nhiều quá. Chứ ngày xưa đó, thì những người được sống trong cái thời thượng cổ, chúng ta lùi lại một chút thì chúng ta thấy rằng họ sống rất là bình yên. Họ bình yên lắm, tâm hồn họ vô tư lắm. Ví dụ như họ chỉ vật lộn với miếng ăn trong ngày đó thôi nha. Ví dụ bữa nay đi săn đi thì gặp một con thú dữ rượt nó, có thể giết được cũng được thôi, về cũng hối tiếc một tí rồi. Chứ không bao giờ ngồi suy nghĩ, tính toán, sợ hãi, lo lắng giống như mình bây giờ. Mình bây giờ không phải rượt thú dữ mà cũng không bị thú dữ rượt. Mình cũng không phải là đối đầu với sự nguy hiểm hàng ngày giống như những người xưa là phải tối ngủ trong cái hang động này, sợ con này con kia nó tới. Nhưng mà họ ngủ hang động, họ ngủ rừng rú, họ vẫn không sợ bằng mình khóa cửa kính như bây giờ nữa. Đó là cái chuyện chúng ta phải thấy là cái người xưa với người thời nay nó khác nhau cho đó. Do đó mà cái tâm á, cái trong nội kinh Quần Đế cũng có câu là điềm đạm rỗng rang thì bệnh nào phát khởi. Có nghĩa là cái tâm mình mà bình lặng được, bình yên được thì những cái bệnh tật nó xảy ra nó cũng không có cái cơ may để nó phát khởi mạnh, nó phải phá mình. Thì họ điều tiết, họ chỉ dạy mình điều tiết về mặt tinh thần, tức là bình thường được cái tâm, rồi điều tiết được cái tứ đại của mình. Vậy là thân tâm họ luôn luôn khỏe mạnh mà họ sống đúng á. Ví dụ một người được sanh ra mà sống đúng từ nhỏ tới lớn thì theo như nội kinh Quần Đế nói là tới năm 60 tuổi họ tự động nhận ra được chân lý, tức là tự động hiểu đạo, chứ không phải như mình tu gần chết luôn mà tới 70 tuổi vẫn bị mù mịt. Không có, họ không nói tới cái chuyện tu hành này hết á, mà họ chỉ ăn uống đúng, sinh hoạt đúng từng ngày từng giờ trong đời sống của họ, tức là sống phù hợp với thiên nhiên vũ trụ này, thì đúng tuổi đó họ được giác ngộ. Và họ tới tuổi 70 tự động họ có thần thông phép mò. Đó là cái cách sống mà nó phù hợp với thiên nhiên tự nhiên. Có nghĩa là người ta sống thiên nhiên tự nhiên là một cái đạo lý mà rất là bình lặng. Thì sau này á, những người sau này bắt đầu họ khai thác những cái điều tinh túy hay của thiên nhiên tự nhiên để nó biến thành cái loại đạo lý cho mình tu tập. Chứ còn nếu mà ngày xưa trước đây khoảng 2-3 ngàn năm thì họ không cần những cái đạo lý như mình bây giờ. Nhiều năm về trước họ không cần, tại vì họ đã sống phù hợp rồi. Tại vì ngủ thức dậy là họ, ví dụ ngủ có đêm tới cái mùa đông thì họ sẽ ngủ kéo dài, nhưng mà mùa thu sẽ ít hơn, rồi mùa hè sẽ ít hơn, ví dụ vậy đó. Thì ngồi cái ngủ nó nằm yên cái giờ nào nó sẽ tự điều chỉnh mình giờ đó. Với cái mùa đó mà cái thân thể đang nằm đúng cái gì á thì nó tự điều chỉnh. Nhưng bây giờ mùa, những cái công việc làm cho mình đâu có ngủ đúng giờ đâu, đúng không? Ví dụ như bây giờ mùa xuân thì mình lại ngủ trễ, rồi dậy sớm. Hoặc là mùa xuân có khi mình dậy trễ, dậy sớm khoảng 4-5 giờ thì đúng ở cái mùa xuân. Nhưng mà mình nướng luôn tới 9-10 giờ. Thì vậy là cái như nó phá đi. Tại vì khi cái khí trời, tức là cái khí mà cái tầng thứ 7 á, nó mở bung ra rộng xa cái quả địa cầu chúng ta, thì cái thân chúng ta cũng do cái khí quyển nó mở bung ra, mà mình được mở bung ra ở mùa xuân để mình được hấp thu cái năng lực, cái khí trời trong cái buổi sáng bình minh của mùa xuân. Thì đòi hỏi mình vận động chút mình mới hấp thu hết, còn mình nằm yên chỗ nó sẽ đóng lại, nó không hấp thu. Thì vậy là mình không hấp thu được cái vận khí bên ngoài. Và cái sự liên hệ mà chúng tôi cũng có nói một số băng đĩa khác về cái
nội kinh Bằng Đế cho cái thân chúng ta là một cái tiểu vũ trụ, nhưng mà chúng ta không hiểu nổi đâu. Ví dụ một cái câu mà trong mấy thầy địa lý hay nói là cái gì, là thiên khuynh tây bắc, địa hãm đông nam. Mình nghe đó là mấy ông địa lý bắt đầu ứng dụng là nếu mà cất nhà thì cái góc nhà tây bắc không được khuyết, vì cái góc nhà tây bắc khuyết thì chủ nhà bị tai nạn, hiểu không? Còn đông nam thì không được phình ra, nó sẽ bị ảnh hưởng về mặt kinh tế, ví dụ vậy. Thì thường thường một số việc về địa lý họ ứng dụng như thế. Nhưng mà mình nói tới cái chuyện mà âm dương của trời đất nó dính với thân con người đó, là ghê gớm. Tức là cái thân chúng ta được chia làm hai phần, bên phải và bên trái. Bên phải thì thường hoạt động cứng rắn hơn, có nghĩa là dương hơn bên trái. Và phần rúng trở lên là âm, phần rúng trở xuống là dương. Thì vậy là cái hướng bắc là cái hướng âm, tức là cái khí trời phía bắc nó rộng, gọi là thiên khuynh tây bắc. Thì cái âm nó sẽ gì? Nó sẽ hấp thu cái dương. Cho nên nó là cái hướng âm của khí trời tây bắc nó rộng như vậy, thì nó ảnh hưởng cái dương của cơ thể con người, tức là cái chi của cơ thể con người. Tức là hướng dương của cơ thể là cái chân của mình, chân mình là dương nhất. Nhưng mà từ hướng âm á, hướng âm nhất thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới hướng dương nhất. Do đó mà cái thiên khuynh tây bắc có nghĩa là cái khí trời hướng bắc nó phình nở rộng ra, nó sẽ ảnh hưởng cái phía phải của mình á, nó mạnh hơn cái phía trái. Cái cơ thể con người á, theo cái lý luận mà của âm dương trời đất vũ trụ mà ảnh hưởng ngược lại cơ thể con người như vậy. Và ngược lại cái địa hãm đông nam, tức là phía nam nó rắn chắc, nó cứng cỏi, nó ảnh hưởng cái phần âm nhất của cơ thể là cái phần trên, phần đầu. Và cái mà dễ nhận ra nhất đó là chúng ta để ý là con mắt bên trái chúng ta luôn luôn sáng hơn mắt bên phải, nếu đi đo kiến cận. Cận thì gần gần là cái độ cận của mắt bên phải nó cao hơn độ cận mắt bên trái. Hiếm có cái người độ cận bên trái cao hơn bên phải lắm. Nam và nữ đều như vậy hết. Ví dụ một câu nói như vậy là ta muốn nói lên cái chuyện của cơ thể con người, nói chuyện của trời đất, nó dính kết với nhau từng chút một. Do đó trong đời sống mà với một người mà không hiểu biết á, thì họ lại có một cái tư tưởng là gì? Họ nghĩ mình là một người riêng, một mình sống ở trong cái vũ trụ này thôi. Thì đó là cái kiến thức lầm lẫn của con người. Ví dụ như mình đang ngồi ở đây thì mình có cái gì chung không? Chúng ta đang ở trong cái bầu không gian chung trước đó đã, đúng không? Gần nhất là chúng ta đang hít thở một cái dòng không khí chung ở đây. Mà cái này không ai có thể ra ngoài cái dòng không khí để có thể sống được. Đều hít thở không khí như nhau trong cái cõi giới này. Rồi chúng ta đang ngồi trên mặt đất chung nè. Chúng ta đang hưởng một cái nhiệt độ chung nè. Có nghĩa là nơi tứ đại ở đây tất cả chúng ta đều được hưởng cái chung đó. Hưởng cái chung của cái vũ trụ bên ngoài có đầy đủ tứ đại, và chúng ta đang hấp thu, đang mượn và đang trả tứ đại từng giây một ở ngay tại đây. Chứ chúng ta đâu có cái gì riêng đâu. Không thể riêng được. Mình với vũ trụ này không có một cái gọi là một cái cách ly nhỏ nhiệm nào hết đó. Mà chúng ta đang hòa quyện trong vũ trụ này. Cái thân, cái nhiệt độ của mình nó đang không có một cái vách ngăn với cái nhiệt độ bên ngoài của khí trời. Mặc dù là khí của hai bên đang khác nhau, nhiệt độ cơ thể mình đang 37 độ, có khi ở ngoài trời nó mới 31 độ thôi, đúng không? Thì chúng ta nghĩ rằng nhiệt độ mình nó khác với nhiệt độ khí trời là hai cái khác nhau, không có. Chúng ta cũng sẽ điều chỉnh bằng cách nào đó để chúng ta chấp nhận được cái nhiệt độ bên ngoài. Nghĩa là cơ thể chúng ta cũng đang tìm cách để hòa điệu với cái tứ đại bên ngoài. Vì vậy là không có phút giây nào chúng ta sống mà tự mình để làm cho cái chuyện riêng bản thân mình được hết á. Mà chúng ta không có vũ trụ, không có trời đất, không có trăng sao, không có đất nước, gió lửa là chúng ta không thể sống được. Nếu bên ngoài không có đất, gió lửa là chúng ta không thể sống được. Chúng ta khát nước mà không có nước uống, thời gian chúng ta cũng chết. Chúng ta thiếu đất mà chúng ta không ăn vô, thời gian chúng ta cũng hư, đúng không? Mà chúng ta không vận động, không hấp thu được cái khí bên ngoài, là chúng ta không vận động thì chúng ta cũng không có còn cái thân người này. Đó thì như vậy là nếu mà mọi người mà có kiến thức đúng đắn thì họ thấy rằng giữa họ và trời đất này nó không phải là hai. Thì đối với trời đất này không phải là hai, thì đối với mọi người mình có phải hai không? Nhưng mình thấy mình khác người, tức là mình thấy sai lầm. Từ cái thấy sai lầm đó cho dẫn đến những cái sinh hoạt sai lầm trong đời sống riêng tư. Mình lo bảo thủ cái gì, mình muốn lợi gì cho riêng mình thôi, còn người khác sống chết mặc ai. Nó đụng tới mình nó mới là quan trọng, mà những người xung quanh nó kệ, nó ai chết thì kệ. Nên mình là cái trung tâm điểm của vũ trụ này, cho nên người ta biết chuyện chút á thì ta lợi, người ta phải trân trọng, người ta quý mến, người ta lo lắng, người ta chăm sóc mình, thì đó là người biết chuyện biết điều á.
Người nào mà tới mà cái kênh này kiểu với mình không biết chăm lo, không biết chăm sóc, không biết quan tâm tới mình là người đó là coi như người thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết đó, chúng ta cứ quan niệm cái kiểu đó thì cho mình là số một và riêng tư. Từ cái tâm niệm riêng tư đó khiến chúng ta sống lệch lạc đối với cái vũ trụ hiện tại này cái đã, đối với những cái đang có, đang diễn ra. Đức Phật dùng từ trứ đại, như hồi trầu mình học là tứ đại nó trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này. Thì vậy là chúng ta luôn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt ngủ nghỉ đều ở trong tứ đại. Chúng ta đang hòa quyện với tứ đại ở vũ trụ này và đang điều chỉnh, mượn cái tứ đại bên ngoài để điều chỉnh tứ đại của chính mình. Mình nghĩ là mình hít thở ở đây cái không khí ở đây thôi, nhưng mà không khí này nó đâu phải nó dừng ở đây đâu. Nó sẽ lan tỏa khắp muôn nơi. Và có khi thì cây nó hấp thu, tại vì mình thở ra CO2 thì cây nó sẽ hấp thu, và cây nó thở ra oxy để cho ngược lại mình hấp thu. Đó cũng là một cái sự trao đổi, trao đổi rõ ràng trong cái dòng vũ trụ này. Ra cái hít thở của mình nó cũng gắn tới cái lá cây ở ngoài kia. Một mầm lá nó có thể tạo được một chút mầm sống cho chính bản thân mình. Thế ra nếu mà chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu quý tới cái cây xanh, phải không? Quý tới cây rừng, quý tới những cái mầm sống nhỏ. Nhưng mà chúng ta đâu bao giờ thấy hết được những điều này. Do đó có khi mình dẫm đạp trên cây, trên cỏ, mình cảm giác là mình không có gì hết, mà thậm chí còn vui nữa. Đi thấy cây mới mới mọc chồi ngắt ngang cái, mình cảm giác mình vui nữa. Thì mình tự quỷ từ mầm sống nhỏ của chính mình. Và khi mà mọi người mà hiểu được tứ đại của mình, hiểu được tứ đại bên ngoài và hiểu được sự hòa quyện của mình trong đời sống này, thì đời sống họ sẽ bắt đầu tốt. Tức là mình có kiến thức đúng đắn, có kiến giải chính xác về cái đời sống cá nhân và cộng đồng á, thì người đó sẽ sống tốt hơn. Còn nếu như chúng ta mà vẫn còn tiếp tục có cái kiến giải riêng tư á, thì sẽ làm cho đời sống chúng ta nó không được tốt. Và càng lúc thì chúng ta càng xa thiên nhiên. Nhưng mà khi chúng ta đã ý thức được cái việc tứ đại rồi, thì mình thấy mình bắt đầu hòa quyện với cái vũ trụ này rồi, thì tự động mình sẽ gắn kết lại với thiên nhiên trở lại. Và khi đời sống chúng ta gắn kết trở lại với thiên nhiên, thì tự động chúng ta biết cách điều chỉnh mình để cho cái thân xác được bình ổn từng ngày. Trước mắt là thân xác chúng ta bình ổn rồi đó. Và khi thân xác chúng ta bình ổn rồi á, một điều lạ lùng là khi mọi người đang sống bình an, thân ít bệnh tật, thì trí tuệ bắt đầu nó được khai mở. Sống đúng trật tự thiên nhiên thì trí tuệ khai mở. Rồi ở đây Đức Phật nói về tứ đại trong cái thân xác chúng ta thì rõ rồi phải không? Tức là cái cứng là đất nè, hơi ấm là lửa nè, cái động là gió và cái ướt là nước. Luôn luôn chúng ta có những cái điều này. Mà bình thường thì thân thể khỏe mạnh, bất kỳ cái gì nó hơn chút cũng không được, mà nó thiếu một chút cũng không được. Chúng ta phải khéo mà điều chỉnh. Và tất cả những cái đó đó, những cái thứ ràng buộc đó, nó chia cái tâm tính diệu minh vắng lặng trùm khắp ông, làm thành cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Đây là một cái chuyện chúng tôi nghĩ trong một thời gian tới khoa học họ sẽ chứng minh được cái kết nối của cái vật chất mà theo mắt mình thấy được á, với cái tâm linh mà mắt mình không thấy được. Ở trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng tôi nói là cái vũ trụ này là gì? Là một vũ trụ tâm linh. Trong cái bài giảng mà Tứ Niệm Xứ chúng tôi có nói tới điều này. Thì cái vũ trụ tâm linh này nó không phải nó đứng một chỗ, mà nó vận hành với một cái vận tốc mà hồi trước chúng tôi nói là bằng 10 lý thừa, bằng 10 lý thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là 300 km trên giây, nhưng mà nó bằng 10 lý thừa 10 vận tốc ánh sáng. Thế vận hành của cái nghĩa là cái pháp giới, vận hành của pháp giới nó nhanh lắm. Nhanh khiến mình không nhận ra nổi. Bằng mắt thường, bằng trí tuệ bình thường chúng ta cũng không nhận ra nổi. Chỉ trừ những người đó thiền định vượt qua tưởng ấm á, thì mới nhận định nổi cái vận hành của hành ấm một phần nào đó thôi, chứ không thấy hết. Và khi đã vượt khỏi hành ấm mới nhận thấy được cái thức ấm mình nó vận hành khủng khiếp. Nhưng mà cái thức ấm là cái được cuốn theo của cái vận hành tâm linh. Các bạn hiểu cái nghĩa cuốn theo. Nhưng ví dụ một chiếc xe hơi mà nó chạy ngoài đường thì số bụi nó cuốn theo. Số bụi nó cuốn theo thì cái vận hành của cái pháp giới tánh của mình nó mạnh, nó nhanh á, thì khiến cho cái tâm thức loài người nó dao động, nó suy nghĩ, nó phân biệt này nó kia, nó chỉ là cái cuốn theo thôi, cái cuốn theo này. Cái vận hành bất tận mãnh liệt đó nó mới tạo ra được cái mầm sống của các cái vũ trụ này. Tức là những cái dải mà hành tinh, những cái thiên hà, những cái ngân hà rồi đó, nó được vận hành với một tốc lực khủng khiếp lắm. Và tốc lực đó nó được hình thành từ cái ban sơ
từ cái vũ trụ tâm linh đó, nó vận hành quá mãnh liệt, nó tạo thành một cái trường tâm linh. Khi cái trường tâm linh đó, nó vận hành á, một giai đoạn mãnh liệt nữa nó mới tạo ra cái trường điện từ. Cái trường điện từ đó nó bắt đầu mới sản sinh ra cái trường điện từ âm là cái electron. Rồi vận hành để nó đi tới một cái điểm nhất định của nó và nó dồn ép, đi theo một cái chiều đó nó dồn ép cho tới tâm của nó. Và hàng triệu triệu năm cái dòng xoáng đó mới đi tới tâm. Khi tới tâm nó dồn dồn vào tâm nhiều để nó trở thành một cái tiền phân tử ban đầu á. Thì trước khi nó thành thành tiền phân tử thì từ cái dòng sóng ốc âm nó dồn vô tới tâm nhiều cái electron nó dồn vô để nó bắt đầu nó sẽ biến thể, tức là nhiều âm sẽ sanh dương, tức là sanh ra cái proton. Thì vậy là một cái điện cực âm, điện cực dương được hình thành, nó mới hình thành một cái vật chất nhỏ nhiệm ban sơ là tiền nguyên tử, tiền phân tử và nhỏ nhiệm ban đầu. Thì chúng ta thấy, mà mắt chúng ta có thể thấy được một cái hạt nhỏ xíu là nó đã hình thành hàng triệu năm. Nó mới hình thành một cách tự nhiên như vậy, chứ không phải là đơn giản. Thì vậy là từ cái vũ trụ tâm linh nó mới vận hành, nó mới sanh ra cái trường tâm linh. Thì vậy là cái vật chất được hình thành từ gì? Từ tâm linh. Cho nên tất cả những vật chất dù nhỏ dù lớn nó cũng là cái vật chất tâm linh. Chúng ta dùng cái từ vật chất thôi nhưng mà nó thực sự là tâm linh, chứ không có cái vật chất nào được gọi là nó hoàn toàn nó không có tâm linh nữa. Cái gì nằm trong vũ trụ này đều có tâm linh. Nhưng mà cái nhận biết nó khác tùy theo cái đẳng cấp. Nghe chưa? Ví dụ như cái đẳng cấp của loài gà ha, thì cái hiểu biết, cái phân biệt, cái thương yêu của nó ra cái tầng đó. À, nó cũng biết sợ chết, cũng biết ham sống, và nó cũng chỉ biết vậy thôi. Nó biết buồn, ví dụ vậy, nó biết vui chút, rất ít so với cái đẳng cấp của loài người. Cái dao động tâm thức loài người thì cũng biết buồn, biết vui, sợ sống, sợ chết, rồi sợ thất nghiệp, sợ đủ thứ, chứ không phải đơn giản là sợ sống và chết giống như con gà. Ví dụ vậy. Thì vậy là mỗi một cái tầng nó có một cái sự hoạt động của tâm thức. Cho nên người ta nói về chỉ có cái loài người là cái hoạt động tương đối hoàn hảo nhất của cái loài động vật trong cái cõi này. Cho nên họ mới có thể tiến hóa hơn, tức là tiến hóa tới loài người ở trong cõi này là đã tiến hóa cùng tột của vật chất. Thì loài người có thể cao hơn là, nhưng mà không thể cao hơn trong đời này, tức là không thể chuyển cái thân này thành cái gì nữa được, mà chỉ chuyển cái tâm thức từ cái tầng của người bắt đầu lên một cái tầng cao hơn là cái tầng trời. Lên cái tầng cao hơn nữa là có thể thành thánh, thành Phật, thành tiên gì đó, cao 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 hoài. Vì là tới cái phát triển từ cái ban sơ nhỏ nhiệm nhất mà nó hình thành được cái thân con người tiến hóa cộng theo một cái số tâm linh đó thì sẽ làm cho con người nó phát triển cao. Mà từ đầu, từ cái ban sơ nhỏ nhiệm nhất là nó hình thành bằng tâm linh. Do đó cái thân này là một cái thân tâm linh. Và thân tâm linh đó nó sẽ ra ở mắt thì nó làm thành cái thấy. Nó ra ở tai nó làm thành cái nghe, ra cái mũi làm thành cái biết vị ha. Ra cái lưỡi thì cái nếm vị, và cái thân thì biết sự xúc chạm. Và ra ở cái tầng tâm linh, cái tâm thức của chúng ta thì nó có một sự phân biệt. Phân biệt. Thế thì do cái sự hình thành từ tâm linh kia nó biến thể thành tứ đại. Thì tứ đại đó nó vận hành rồi nó kết tụ thành một cái nhóm được gắn kết hình thành bằng cái thân của mình. Nó thành một cái loại nhóm đó để nó bắt đầu nó ra những cái loại tâm thức như Đức Phật nói đây là từ cái tứ đại hình thành vật chất rồi nó tạo ra cái thấy nghe hiểu biết. Và trong cái thấy nghe hiểu biết á, cái tứ đại bên ngoài á thì được xem như là nó trong sáng. Và nếu như chúng ta giữ được cái trong sáng, cái tứ đại bên ngoài mà hình thành cơ thể mình đã trong sáng luôn á thì nó không bị vẩn đục. Nhưng có đằng này mình bị vẩn đục, cái này bị vẩn đục là do khi mà hình thành tứ đại rồi thì trong tứ đại đó nó bắt đầu nó hình thành đầy đủ rồi thì nó lại có năm cái ngăn che. Như Đức Phật nói là cái gì? Là sắc uẩn, cái thân tứ đại gọi là sắc uẩn. Thì trên sắc uẩn nó cảm nhận khổ, cảm nhận vui, cảm nhận không khổ không vui, đó nó thành cái thọ uẩn của mình. Và rồi cái tâm mà vận hành lộ liễu mà mình có thể thấy được bây giờ á, ví dụ như mình ngồi đây mình nhắm mắt lại thì tự động mình nghe những cái âm vang ở trong tâm thức của mình á. Ví dụ như mình ngồi đây cái mình nhớ lại là cái người kia nói cái gì, khi gặp mình ngồi bữa trước họ nói cái lời hay hoặc cái lời dở hay gì đó, là những âm thanh đó mình nghe lại. Hoặc là mình đi thấy một cái cảnh du lịch nào đó mình thích, cái mình ngồi nhắm mắt lại là cái ảnh nó hiện ra với mình. Hai cái này là rõ nhất. Thật ra cái tưởng ấm có chỗ gọi là tri, nhưng mà tưởng ấm nó là cái gì? Nó là cái hình bóng và âm thanh nó hiện ra nơi tâm thức của chúng ta. Chúng ta chưa vượt qua cái tầng này nổi. Tức là đời sống đời thường của tất cả chúng ta đều bị lẫn quẩn trong cái hình bóng và âm thanh của tâm thức của mình.
chúng ta chưa vượt qua. Nếu người nào mà vượt qua được cái này rồi á, vượt qua được cái tầng của tưởng ấm, tức là qua được cái hình bóng và âm thanh rồi, thì họ sẽ nhận được cái vận hành khủng khiếp của hành ấm. Cái tưởng của chúng ta nó giống như là nguyên một cái biển lớn, nó có hàng bọt hoặc là miếng màng nó nổi ở trên thôi, còn nguyên cái biển kia là hành ấm. Và cái biển hành ấm của mình á, nó sẽ tạo dựng được cái ý chí, cái hành động, cái suy nghĩ, cái việc làm của mình trong đời này. Ví dụ như là mình quyết tâm mình vô đây mình ngồi 2 tiếng để mình nghe giảng. Nhưng mà ngồi 5 phút nghe ông thầy nói chuyện chán, không muốn nghe nữa, đúng không? Bắt đầu nó sẽ xảy ra hai chuyện. Mỗi chuyện chán muốn đứng dậy đi ra ngoài, vừa tê chân, vừa buồn ngủ, vừa chán nản. Nhưng mà cái hành của mình đã quyết định ngay từ đầu là vô ngồi suốt 2 tiếng rồi, cho nên cố gắng. Cái ý chí đó nó sẽ ngồi lại với mình đúng 2 tiếng. Mặc dù là giảng rất là dở, không muốn nghe, nhưng mà cũng gán ngồi được 2 tiếng. Ví dụ vậy, hoặc là chúng ta leo núi, chúng ta quyết định là chúng ta leo tới đỉnh núi. Nhưng mà mới leo mới có 1/4 núi là tự nhiên nó rã người, nó mệt mỏi, nó làm biếng. Nhưng mà do ý chí của mình, nó xuất nguồn từ hành ấm, nó tạo thành một cái động lực để chúng ta quyết tâm chúng ta lên tới đỉnh. Hay là những cái việc mà muốn làm và cố gắng làm của mình, nó xuất nguồn từ hành ấm. Từ hành ấm, hành tưởng nó bắt đầu nó mới diễn dịch. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây, quý vị nghe chúng tôi nói chuyện từng tiếng, mặc dù là chúng ta nói chuyện rất là nhanh, nhưng mà nó chỉ thu thập và diễn dịch được 1/1/1000 lũy thừa tỷ của cái hành ấm thôi. Hành ấm nó vận hành khủng khiếp vậy mà ra được một âm thanh như thế này á, là chúng tôi nó chưa được 1/1/1000 lũy thừa tỷ của cái hành ấm nữa. Những cái ngôn âm được phát ra, được cái tưởng ấm sử dụng và thành lời nói, thành những cái sinh hoạt hàng ngày của mình, nó là một cái gì nó rất là mong manh. Mà mình tu một đời của mình không phá nổi cái tưởng ấm này thì mình đâu có đi tới đâu được. Và trong một số đĩa giảng mà chúng tôi có nói nhiều về cái tưởng ấm hành ấm này, là cái đĩa giảng về, một là tứ niệm xứ, thứ hai là cái bản mà Bát Đại Nhân Giác á, chúng tôi có nói nhiều về chuyện này. Thì vậy là khi mà chúng ta có cái thứ ba là tưởng ấm rồi, và cái thứ tư là cái vận hành mãnh liệt của hành ấm, nó sẽ chuyển tải tất cả những cái mầm mống sanh tử chúng ta từ vô lượng kiếp, nó vận hành ở trong hành ấm này. Thì những cái đó nó sẽ hình thành cái nhân quả, tạo thành nhân và biến thành quả trong cái chuỗi nhân quả mà ngàn kiếp của mình nó được vận hành trong hành ấm này. Nó ghi nhận, nó thu thập để nó phát ra, ghi nhận thu thập để phát ra, hình thành một cái vận hành đó, chúng ta gọi là cái hành ấm. Và năng lực của hành ấm thì khủng khiếp. Khi mà mọi người mà đã vượt qua được tưởng ấm rồi, thì họ có sử dụng chút chút được hành ấm, thì nó biến thành thần lực, thần thông. Ví dụ như có những cái chuyện mà chúng tôi nói trong bản kinh, bản tứ niệm xứ, thì nói cái chuyện ví dụ như người ta bị mộng du, bị bệnh mộng du, người ta đi chân vách tường đưa cái đầu ra nhưng mà không té, hoặc là đi cái chân lên trời giọng cái đầu xuống đất mà không té, hoặc là lúc đó họ phóng lên dây điện họ đi vẫn không bị điện giật. Lý do tại sao? Điều này khoa học cũng phải để tâm trong cái chuyện này, tại vì cơ thể con người có lúc nó khủng khiếp như vậy đó. Nhưng mà đó là một người bệnh chứ không phải là người bình thường. Thì khi mà họ đi vào giấc ngủ, họ bị bệnh mộng du á, thì họ đi vào giấc ngủ thì tự động cái tưởng ấm của mình nó chìm sâu trong vô thức quá đi, tự nhiên cái hành ấm nó bộc phát. Mà năng lực của hành ấm nó vượt ngoài cái quy luật vật lý. Thay vì quy luật vật lý là theo cái trọng lượng mà ngã ngang vậy nó sẽ bị rớt xuống, nhưng mà cái này nó vượt ngoài rồi. Thật ra khi mà người đang ở trong cái trạng thái của hành ấm hoạt dụng, vượt qua cái tưởng ấm rồi, thì cái năng lực đó nó không bị chi phối của vật lý, cho nên đi lên dây điện không bị giật. Thay vì mọi người bình thường có đầy đủ tứ đại bước lên đó là bị giật, nhưng mà người đó không bị. Người đó không bị. Cho nên cái điều này mà từ cái người bị mộng du á, họ có thể tự nhiên bình thường họ bước một bước không nổi đâu, ngay cả những ông già bà già mộng du. Nhưng mà tới hồi mà vô cái cơn mộng du rồi có thể nhảy lên nóc nhà chơi được á, chạy cờ nóc nhà, từ nóc nhà này phóng vô nhà bên kia thoải mái. Thì đó là những dạng mà của những người trong cái phim Trung Quốc á, quý vị có coi cái gì thấy á. Thì những người mà nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà kia, hoặc nhảy từ đất lên nóc nhà, không phải là họ không có công phu. Họ có một cái loại thiền định trong võ học, tức là có những cái gọi là cái tâm pháp trong lúc luyện công á, để họ vượt qua được tưởng ấm của mình. Ví dụ họ sức một chưởng nổ cái đùng bể một cái tường đó, thì không phải là cái tưởng mà họ đã vượt qua khỏi cái hành ấm rồi. Thì họ sử dụng được một chút năng lực của hành ấm để tạo thành một cái lực xuất phát từ tay của người ta.
Đó, cho nên là cái thứ tư, cái năng lực hành ấm nó khủng khiếp, nó tạo dựng tất cả những cái đời sống nhỏ nhiệm, dù nhỏ nhất trong đời sống này của mình, cho tới cái việc lớn chúng ta thành tựu được cái công phu này hay không là cái ổ hành ấm này. Ổ hành ấm này chứ phải tưởng ấm thì nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Cái tưởng ấm nó chỉ là cái diễn dịch những cái sự việc xảy ra một cách rất là ít ỏi, một cách ít ỏi. Vậy mà mình ngồi mình chịu tưởng ấm còn không nổi. Khi ngồi yên là nó ùng ùng, nó xảy ra cái chuyện này, ùng ùng xảy ra chuyện kia, nhớ người nọ rồi thương người kia, đủ thứ chuyện, nó chỉ là cái màn ngoài của tưởng ấm thôi. Ở đây chúng ta nói là khi mà một người vượt qua được cái tầng của tưởng ấm, tầng thứ ba tưởng ấm này rồi á, thì tự động đời sống họ có năng lực. Họ có năng lực và cái ngôn âm của họ cũng bắt đầu có năng lực. Chúng ta để ý điều này. Ví dụ như một vị pháp sư rất là thông kinh điển của đạo Phật, nói cái gì ông cũng biết hết, và ông có thể giảng thao thao bất tuyệt ngày này tới ngày kia không có ngừng nghỉ. Một pháp sư giỏi, nhưng mà công phu chưa vượt qua được hành ấm á, họ tưởng ấm á, thì họ nói người ta tiếp nhận ở màn ngoài của tâm thức, người ta có thể hiểu nhưng mà không chuyển qua. Đây là một điều đặc biệt. Còn nếu như người ta đã vượt qua được tâm thức, vượt qua được tưởng ấm rồi, và họ đang sống trong hành ấm để họ diễn dịch cái điều mà họ muốn nói bằng cái nội lực của hành ấm á, thì khả năng chuyển hóa cái người nghe lớn vô cùng. Họ có thể họ nhận được một câu của người này, họ thành một con người mới. Hoặc là qua một bài pháp họ có thể chuyển biến được, cũng là một bài pháp bình thường như cái ông pháp sư mà chưa vượt qua tưởng ấm như nhau, nhưng mà họ có năng lực chuyển hóa khác nhau. Thành ra khi mà chúng ta nghe những cái đĩa giảng mà mình dùng từ là đĩa giảng của những người có công phu á, thì đương nhiên là khác những người học thức liền. Chúng ta thấy cái nội lực từ đó, những cái năng lực mà nó xuất phát từ hành ấm của cái người nói mà không chuẩn bị, không suy nghĩ, không tính toán, không có giáo án, giáo trình á, trước khi họ không xài cái tưởng ấm bình thường, họ không xài tưởng ấm bình thường, họ phải vượt qua cái tầng của tưởng ấm để có thể diễn dịch ra ngôn ngữ. Vì là cái hành ấm nó mạnh, cái năng lực nó mạnh ghê gớm lắm. Nó sẽ làm cho người ta chuyển hóa trong một thoáng chốc nếu người ta có một bước nhẹ để bước qua được tưởng ấm. Cho nên nếu mà chúng ta công phu mà không có vượt qua cái tưởng á, không vượt qua cái tưởng ấm nổi, thì chúng ta vẫn bị xáo trộn bởi những cái ý nghĩ. Nha. Như nếu một lần chúng ta có một cái kinh nghiệm vượt qua khỏi tưởng ấm rồi, thì từ đó về sau cái ý nghĩ thiện, ý nghĩ ác, ý nghĩ buồn, vui là nhiều là ít, ý nghĩ gì đối với mình nó không còn quan trọng nữa. Tự động mình có cách để hóa tán của nó. Mà từ đó là sao họ sống với năng lực khác, không có xài năng lực của tưởng ấm. Và tưởng ấm không còn khuấy động được, tức là tâm người này bình yên. Và nó nhanh, nó nhanh mà chúng ta thấy là, chúng tôi nói là bằng 1 tỷ lũy thừa tỷ rồi vận tốc ánh sáng, là cái vận hành của hành ấm nó ghê gớm đến mức độ đó. Nhưng chúng ta tưởng tượng giống như quay cái gì đó, một cái người ta sổ số, người ta quay vòng nó rớt ra một cái vanh đó, rồi quay với một vận hành cao thì lâu lâu nó mới lọt ra được một trái. Thì vậy là cái hành ấm nó vận hành khủng khiếp, lâu lâu là ý tưởng nó nhận được cái tín hiệu đó để nó biến thành cái dạng âm thanh hoặc hình bóng. Nó vận hành nó chưa rõ ràng, nhưng mà qua cái tưởng nó dịch ra. Dịch ra cái loại này là hình bóng của người nam, rồi người kia là hình bóng của người nữ, hoặc người kia thương ghét gì đó. Chỉ cần chúng ta chỉ cần thấy một cái người mà cách đây là 10 năm. 10 năm về trước chúng ta có gặp một người. Thì bây giờ chúng ta gặp lại người đó, trong chưa đầy một chớp mắt là cái hành ấm là việc xong hết rồi. Cái ông này tên Nguyễn Văn A, hồi đó gặp ở thành phố và lúc đó là uống cà phê với nhau và nói chuyện gì, ví dụ vậy, xong xuôi hết rồi đó. Thì nó qua chuyện khác rồi, cái hành ấm nó đi tới cái chuyện khác rồi. Thì gọi là cái được hút của tưởng ấm bắt đầu nó lộ ra. Thế mình đi tới đó, mình gật đầu mình chào. Mình chào người đó. Thì cái hành ấm nó đã tới không biết là bao nhiêu xa nữa rồi, thì cái tưởng ấm là chào anh tên gì, anh có nhớ tôi không, rồi nữa tôi tên đó, đó gặp anh vậy vậy. Tức là cái tưởng ấm bắt đầu nó diễn dịch ra rất là chậm, trong khi kia đã đi qua mấy ngàn cây số vuông rồi. Thì ra từ tưởng ấm tới hành ấm, chỉ trừ những người tu theo đạo Phật mà đã có công phu phải nói là rất là dày, thì mới có một cái lần họ vượt qua được tưởng ấm. Và khi vượt tưởng ấm thì họ mới nhận biết được hành ấm. Nhưng mà phải phá vỡ hành ấm, thì phải nói là cái công phu đã trở về sau chúng ta mới thấy Kinh Lăng Nghiêm nói chuyện rất là kỹ. Thì ở đây chúng ta phải mở màn, chúng ta phải nói kỹ lại để chúng ta chuẩn bị đi vào ngũ ấm ma á, là những bước mà phá đi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm ở phần sau. Như vậy là
Khi mà cái hành ấm vận hành như vậy rồi thì tới cái tưởng, chúng ta nhận biết được cái hành ấm và cái năng lực khủng khiếp đó, giống như là nguyên biển lớn là hành, phải không? Như nãy mình nói nguyên biển lớn hành là cái màng nó nổi nổi hoặc là một số bọt đó, đó là tưởng, đó là tưởng ấm. Thì rồi cái thức là gì? Thức là tri. Đây là một cái chuyện hiểu lầm mà chúng ta nói ở trong một cái hệ thống mà thiền học, người ta bị hiểu lầm chỗ này. Người ta gán tu tập, khi đối duyên xúc cảnh họ gán tu tập để cho những cái lăng xăng lộn xộn của tưởng ấm nó lắng yên đi. Mới có lắng yên ở tưởng ấm à, thì nó sẽ xảy ra một cái chuyện là chúng ta biết. Nhưng mà cái biết của thức ấm hồi nãy mình nói là cái hành ấm nó nhanh gấp 1 tỷ lý thừa tỷ của hàng tưởng rồi. Thì bây giờ cái nhận biết của cái tri này nè, nó còn nhanh hơn hàng hành ấm nữa, để nó nhận biết sự vật thông qua lục căn. Nhận biết sự vật thông qua lục căn, tức là vừa thoáng có một tí âm thanh là nó tri, nó biết. Nhưng mà có một số người tu tập của mình á, do các vị không thấu suốt được ngũ ấm này, không thấu suốt được ngũ uẩn này, và họ học đạo rồi họ cho rằng mình có một lần vượt qua tưởng ấm thôi, rồi bắt đầu mình nghe mà mình không còn cái phân biệt. Thấy chưa? Không phải đợi tới cái phân biệt là, ví dụ như chúng ta nhìn ở đây hoặc là chúng ta nghe âm thanh, thì chúng ta phân biệt lại là âm thanh của ông thầy đang nói và âm thanh của ông chim đang kêu. Thì tới họ cho như vậy là thức ấm, nhưng mà đó là nó dịch tới, nó diễn dịch cho tới tưởng rồi. Đã khẳng định rằng cái này là cái gì á, thì nó đã tới cái tầng ngoài, thật là ngoài của tưởng ấm. Nhưng mà cái thức là cái biết. Đây là một điều dễ sợ nhất, mà có một sự lẫn lộn của công phu thiền tông và thậm chí cái thiền nguyên thủy, các vị cũng đang lẫn lộn với này. Cho nên nó là cho người ta thực hiện công phu thiền gọi là chánh niệm tỉnh giác. Như vậy là từng giây một, từng sát na một để mình tỉnh giác với những hành động, những cử chỉ nhỏ nhiệm nhất của mình. Điều này chúng tôi đã nói trong cái văn tứ niệm xứ. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói mình đưa tay lên thì mình biết mình đưa tay lên, đó là quá xa rồi. Mình phải biết tới cái động của tâm thức, cái diễn dịch của tưởng ấm. Tâm thức nó xuyên qua cái thức, nó xuyên qua cái hành ấm, nó vận hành rồi nó bắt đầu nó tới cái tưởng ấm. Tưởng ấm mới bắt đầu động đậy để cho cái tay mình nó nhúc nhích. Nó nhiều lớp lắm rồi mới biết là cái tay đưa lên. Chứ đừng có nghĩ rằng mình công phu chánh niệm tỉnh giác mình đưa lên, tay mình đưa lên, mình biết mình đưa lên, để xuống, biết để xuống là chưa nữa. Bây giờ mình nói là khi mình thấy được trọn vẹn cái tay đưa lên, nó là một cái tầng rất là xa rồi. Nhưng mà cái lúc mà mình á, vừa động cái thức ấm, vừa động cái hành ấm và động tới cái tưởng ấm, và cái tay mới vừa máy động để đưa, chưa có nhắc lên khỏi bàn, là người ta cũng đã nhận biết tới cái lần đó rồi. Vậy đó, mà cái thằng nhận biết đầu tiên đó đó, nó cũng mới là thức ấm thôi. Nghe sợ không? Mà có rất là nhiều người hiểu lầm. Bây giờ mình ngồi ở đây, cái mình thấy mấy cái bông, thấy hình sắc mình không phân biệt, đó là tánh. Sự hiểu lầm đó khiến cho thiền tông bị mất giá. Mất giá, thấp giá thiền tông phải không? Và ảnh hưởng rất là lớn tới cái chiều sâu của thiền tông và chiều sâu của thiền đại thừa. Thật ra khi mà chúng ta còn cái nhận biết mà không ra ngoài của cái thân ngũ uẩn này, chúng ta nói dễ hiểu với nhau á. Ví dụ như bây giờ mắt chúng ta còn thấy mà không phân biệt, cái tai chúng ta còn nghe mà không phân biệt, cái mũi chúng ta còn nhận biết mùi mà không phân biệt, cái lưỡi chúng ta còn nhận vị mà không phân biệt, cái thân xúc chạm mà không phân biệt, thì cái thân này liền trở thành cái gì? Vô tri. Tức là cái thân không đủ ngũ uẩn, không đủ ngũ ấm, hiểu chưa? Cho nên khi chúng ta đã có một cái sự nhận biết mắt tai mũi lưỡi thân, tức là chúng ta có đầy đủ sắc thọ tưởng hành và thức, thì cái thằng nhận biết mà không phân biệt đó, nó mới là tầng của thức ấm mà thôi, chưa ra ngoài. Như vậy người ta có thể đặt vấn đề là nếu như nói cái tánh thì nó khác gì với cái thức này? Nếu chúng ta phân biệt được cái nhận biết của cái tánh, nó khác với cái phân biệt toàn tri, cái phân biệt toàn tri nó khác với cái tri của thân xác, hai cái này nó khác nhau, thì người ta biết rằng người này biết được tánh. Rồi cái phút giây mà chúng ta nhận biết á, mà không bằng thân xác này,
Tức là chúng ta bước ra ngoài thân ngũ uẩn một lần để chúng ta biết khắp khắp pháp giới vũ trụ này một lần, thì lúc đó chúng ta hy vọng là chúng ta gọi là biết được cái tự tánh. Thật ra cái hướng dẫn của một số cái công phu thiền học nó bị ảnh hưởng là do chúng ta nhìn không hết được cái ngũ uẩn này. Tức là không minh định được cái thức ấm nó tới cái tầng nào ở nơi tâm thức của chúng ta, và cái tầng nào có công phu của mình khi mình chưa qua bờ bên kia của tâm thức thì không giải quyết được gì. Rối đạo thiền hay nói đi nói lại là phải ngũ uẩn giải không, tức là phá tan ngũ uẩn một lần, phá tan ngũ ấm này một lần. Cái ấm tức là Đức Phật dùng cái từ là nó vẫn đục, nó ngăn che. Nhưng mà có một điều lạ như thế này, chúng ta học thiền cho tới giờ phút này á, thì vẫn còn có một cái số lý luận chúng ta cho rằng là mình sanh tử nhiều kiếp. Bây giờ mình đang là một chúng sanh này thì sao, mình bị gì? Bị vẫn đục, đúng không? Chúng ta là một chúng sanh đang ô nhiễm giữa trần gian này. Nhưng xin thưa, có ô nhiễm không? Chúng ta dám nói là chúng ta thanh tịnh không? Này có ai dám nói là mình không ô nhiễm không? Có nhiều khi chúng ta hiểu lý, chúng ta có thể thấy rằng mình thanh tịnh. Nhưng mà tôi dám cam đoan ký giấy quý vị là tất cả chúng ta đều thanh tịnh. Chúng ta không có ai đây ô nhiễm hết. Mình lẫn lộn, mình cho rằng mình ô nhiễm. Ở đây ví dụ của Đức Phật rất là hay. Bây giờ cái dòng nước nó đang trong như vậy rồi, thấy chưa? Cái chúng ta bỏ bụi mù xuống, bỏ đất cát gì xuống, cái tự nhiên nước cũng đục. Nước đục rồi thì gọi nước nó ô nhiễm không? Đúng không? Nếu chúng ta nhìn theo một cái nhìn bình thường á, theo cái tâm thức phân biệt thì nhìn thấy nước đục xem như nước nó là ô nhiễm. Nhưng mà người có kiến thức khoa học thì họ nhìn nước nó làm sao? Nước nó không có đục. Nội cái người có kiến thức khoa học thôi. Tại sao họ xách nước đó, họ đưa qua cái máy lọc, cái nước thành trong à, cặn bã nằm riêng liền. Cái người có hiểu biết khoa học họ thấy rõ điều này. Và cái người dân quê mình cũng thấy được điều này bằng cách gì? Lóng phèn, phải không? Múc nước đục lên quậy quậy luôn, hồi nước nó lóng cặn xuống là nước trong nó còn ở trên. Tức là họ đã ngầm biết rằng cái nước này không bị ô nhiễm. Nhưng mà người tu mình bây giờ mình thấy mình nhiễm hay là không nhiễm à? Coi chừng mình thua mấy người nông dân á. Phải không? Rõ ràng là cái tứ đại chưa từng bị nhiễm ô. Tâm linh của chúng ta chưa từng bị nhiễm ô. Nhưng mà do chúng ta lẫn lộn, chính cái thấy lẫn lộn về cái sự thật này mà chúng ta bị tưởng rằng mình nhiễm ô. Và không chấp nhận mình có được những cái mầm thánh thiện xảy ra nơi tâm của chúng ta. Nó vật chất thôi, chứ đừng có nói chuyện khác. Vật chất, cái gì nó ra cái đó chứ nó cũng không bị nhiễm nữa. Ví dụ trong cái thân này nó có đầy đủ, bây giờ cái nước và cái lửa đi, phải không? Bây giờ chúng ta nói là cái máu của chúng ta có với nhiệt độ ngang bằng cái nhiệt độ cơ thể là 37 độ C. Thì vậy là cái độ nóng của cái nhiệt lượng của cơ thể của mình, 37 độ C, nó làm ấm cái nước trong cơ thể của chúng ta. Thì vậy là giữa nước và cái hơi ấm này có lẫn lộn chưa? Có chưa? Thì cái nóng là nóng, còn cái ướt là ướt. Hơi dính gì, thằng ướt nó không có bị cái thằng nóng làm gì hết á. Đúng không? Giống như bây giờ cái nước đụng tới nó cũng ướt. Thì cái thằng ướt nó chưa bị nhiễm. Ai có thể làm mất đi cái tính ướt của nước? Nếu mà cái tính ướt của nước á, nó bị mất đi á, thì mới gọi là nó nhiễm. Còn bây giờ nước đục nó cũng ướt, nước trong nó cũng ướt, nước sôi nó cũng ướt, nước lạnh nó cũng ướt, phải không? Nước ngọt, nước chua, nước mặn, nước gì nó cũng ướt mà. Thật ra cái ướt này không ai có thể làm thay đổi nó được, không ai có thể làm nó nhiễm được. Đó là cái chuyện của vật chất. Vật chất đã có cái chuyện bất sanh bất diệt không thay đổi rồi, thì nói tới cái tự tánh chúng ta không tin nổi điều này thì nó hơi bị uổng. Từ xưa chúng ta học đạo, nghe nói thì chúng ta cũng gán mà tin, nhưng mà mình không có chắc. Tại vì Đức Phật nói tự tánh thanh tịnh bất sanh bất diệt, mà bây giờ mình còn là một chúng sanh, rồi mình còn tiếp tục sanh tử, rồi mình cũng còn buồn nè, còn thương nè, còn giận, còn ghét, ai chọc mình cũng chửi như thường. Nhưng mình tu mà mình không có kìm được cái tâm sân hận của mình, vậy là mình người nhiễm ô rồi. Xin thưa, nhiễm ô. Hai cục đá mà chạm nhau không sẹt lửa, đó không phải hai cục đá thiệt mà là bằng mũ. Đối cảnh mà không có tri biết, tức là cái người đó không xài trọn vẹn cái thân ngũ uẩn này. Thật ra khi mà chúng ta xài trọn vẹn rồi á, là chúng ta tự gì? Tự vượt qua.
Còn chúng ta xài không trọn vẹn, chúng ta mới có nắm níu. Đây là một cái gọi là cái ẩn ở trên cái đời sống thường của mình. Ví dụ bây giờ đối với mình, từ nhỏ lớn mình chưa bao giờ được ở nhà lầu, chưa bao giờ được đi xe hơi, chưa được giờ ăn món ngon, thì đối với mấy cái đó mình là một cơn khát vọng. Nhưng mà hỏi mấy cái ông đã từ nhỏ sanh ra là ở nhà lầu rồi, đi đâu cũng đi xe hơi, đi trên thảm nhung ăn đồ ngon không, thì họ rất là thích ở cái nhà tranh. Nó cũng là một cái khát vọng khác. Nhưng mà chúng ta muốn nói là nó khi nào cái nào mà chúng ta ăn, ví dụ như bây giờ cho chúng ta ăn no rồi, những cái món mà chúng ta đã thèm từ trước, giờ chúng ta ăn no bụng rồi, bây giờ đưa ra một mâm đẹp hơn nữa, chúng ta có thích ăn không? Không thích. Nghĩa là gì? Mọi cái nó tròn đủ rồi thì nó sẽ không còn khát muốn nữa. Nhưng mà chúng ta không thấy tròn, không thấy đủ cho mình trong đời một điều gì hết. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn còn bị khát khao. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình thanh tịnh rồi, đúng không? Thì đó là tự động cái đời sống của một người thanh tịnh lại xảy ra. Nhưng mà chúng ta không thấy mình thanh tịnh, không thấy nổi đất nước gió lửa này là nó vốn thanh tịnh, không thấy tự tánh này giống thanh tịnh, không thấy trần gian này giống là tịnh độ, mà thấy trần gian ta bà này là khổ. Mình thấy cái điều này là không đúng, điều kia là sai, tức là mình thấy theo cái kiểu của cái dòng bất an, dòng bất an. Như một người đời thường mà họ thấy một cái dòng sông đục thì họ không bao giờ họ dám uống cái nước đó hết á. Nhưng mà người hiểu biết họ thấy dòng sông đục họ không bao giờ nghi ngại, và họ có thể dùng xài cái nước đục đó được bằng cách là họ biết cách lọc. Ở khi mà chúng ta thấy đúng mọi vấn đề, nước vốn không đục, đục là do cái nhận định sai lầm của mình, thì chúng ta sẽ thay đổi đời sống của mình. Ngồi tại đây, chúng ta biết mình vốn dĩ là thanh tịnh, do cái thấy lầm mà mình ngỡ rằng mình không thanh tịnh, chứ không phải mình bị dẫn đục. Chúng ta không bao giờ bị dẫn đục. Cho nên ở đầu kinh Pháp Hoa chúng tôi nhớ hồi trước chúng tôi đọc cái đoạn mà Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều đã thành Phật đó, chúng tôi nhức đầu lắm, chúng tôi chịu không nổi cái câu nói đó. Thực sự là chúng sanh đã thành Phật, bây giờ ngồi đây khổ gần chết mà đã thành Phật hồi nào. Chọc tới mình điên lên 3 ngày mình chưa có nghĩ nổi mà ở đó mà đã thành Phật thì sao được. Nhưng mà lo do cái thấy lầm của mình, do cái nhận lầm của mình. Chứ nếu như chúng ta nhận định đúng sự vật, nhận định đến sự vật từ vật chất cho tới tâm linh, là chúng ta sẽ có đời sống ngoài, là đỡ có đời sống thoát ly liền tại chỗ. Thật ra cái này không phải là cái công phu để thấy dần, không phải là công phu để tiệm tiến, không phải như vậy. Sở dĩ chúng ta được đi học đạo để chúng ta tháo gỡ những cái thấy lầm của mình. Chúng ta nghe một bài pháp, chúng ta học một cái thời kinh để chúng ta tháo đi những cái thấy sai lệch, cho đến một ngày nào đó mình thấy đúng sự thật hoàn toàn, thì lúc đó mình gọi là ngộ được chân lý. Nhưng mà qua quá trình học ngày này ngày kia ngày nọ, rồi cái họ thu gom lại cái kinh nghiệm của mình á, họ cho rằng là do tôi tu mấy chục năm à, đúng không? Không phải tu mấy chục năm này mà tôi tu mấy kiếp rồi, cho nên giờ này tôi mới thấy ra điều này. Xin thưa, không phải. Do nhiều kiếp mà mình được gọi là tu tập á, mình cứ nghĩ là cái do cái công phu tu tập được, mình được rạn lọc, mình được rạn lọc, rồi mình được tiến hóa, rồi mình được rạn lọc do công phu tu hành được tiến hóa. Xin thưa nó, chúng ta sẽ có một cái sự lầm lẫn mà theo cái kiểu mà một cộng với một là hai trong cái dòng tâm thức của mình. Tâm thức mình có chuyện đó, nó trong lặng lâu lắm rồi. Bây giờ nếu thấy đúng thì mọi chuyện đều trong lặng thanh tịnh, nếu thấy sai thì mình có làm kiểu nào nó cũng bị dao động. Và một cái điều mà chúng ta mừng á, ngồi tại đây chúng ta nên mừng là gì? Là tất cả đều tiến hóa trong từng sát na một, chứ không có gì tạm dừng. Do cái lý vô trụ của pháp giới vô trụ này, do cái lý vô thường của cái pháp giới này, mà không làm cho bất kỳ một ai dừng tại chỗ. Bây giờ có tu hay không tu thì chút nữa mình cũng nhích. Chúng ta cũng luôn tiến hóa, chúng ta không thể tạm dừng. Từ một cái vật chất nhỏ nhiệm như hồi nãy mình nói, từ cái trường tâm linh nó sanh ra trường điện từ, rồi nó sanh ra điện cực âm, điện cực dương, nó mới hình thành cái tiền ban đầu của vật chất, tiền ban sơ của nguyên tử, nó bắt đầu nó được hình thành lớn lên, tức là nó được tiến hóa từng cái đó, từng cái một nó được tiến hóa, từng thời điểm, từng khoảnh khắc một, tất cả mọi vật trong vũ trụ này đều được tiến hóa. Đó là một cái vòng hình thành của vật chất, cho tới cái vật chất và tâm linh nó hòa quyện thành một, không còn là hai nữa, thì chúng ta thoát ra hết cái dòng của một chu kỳ chúng sanh. Tức là chúng ta học hết thuận nghịch,
khổ vui hay dở cuộc đời này. Thành ra khi một người mà có mặt trong cái trần gian này á, mà chúng ta gặp được cái việc khổ, để chúng ta được học bài học khổ trần gian, là chúng ta nên gì? Nên buồn hay là nên vui? Chúng ta không học đó đời này, chúng ta phải học đời khác. Tại vì cái con đường nó phải đi qua, đường nó phải đi qua. Chúng ta phải có những cái đoạn nhân quả trên cái bước đường tiến hóa của một chúng sanh. Chúng ta không nói loài người nữa, của chúng sanh trong cái dòng vũ trụ này, thì nó cũng phải đi một cái vòng để đi trở lại. Thì cái ban sơ là không nhiễm rồi. Như vậy đi tới đây để hòa trộn thử trong cái dòng nhân gian này một vòng, để trở lại cái chỗ vô nhiễm. Đủ có thể nói chuyện với nhau rằng mình không nhiễm. Chứ mình chưa đi tới cái tận cùng của cái không nhiễm. Đi một vòng học hết những cái nhiễm rồi là tự động mình sẽ tới tiến hóa tiếp, cho tới dần chúng ta sẽ học được cái vô nhiễm. Nhận định được cái vô nhiễm vốn có của tất cả chúng sanh muôn loài, không riêng loài người. Tất cả vạn vật trong trần gian này, cả cái vũ trụ này, dù một mảy may nhỏ nhiễm như một hạt cát, nó cũng không phải là cái vật nhiễm. Không phải. Mà mình thấy nó nhiễm, chính do cái thấy cái ảo giác nhiễm đó, nó làm lẫn lộn trong cái tri kiến thấy biết trong đời sống này của chính mình, biến cho cuộc đời chúng ta theo cái thấy lẫn lộn đó mà nó lộn xộn theo, để chúng ta mới buồn thương giận ghét. Chứ nếu chúng ta thấy như cái ban sơ của nó rồi thì khác liền. Cho nên cái đối với đạo Phật cần mọi người có cái kiến giải chân chánh này. Đây là một điều cần. Đạo Phật nó trải qua hai con đường mà trước giờ mình nói. Một con đường là đi qua thiền định để chúng ta nhận biết chân lý. Và một con đường thứ hai là trực nhận ra chân lý không qua thiền định. Thì hai cái này đến mức độ gọi là được giác ngộ giải thoát thì như nhau. Giác ngộ là cái thấy biết đúng. Thì cái thấy biết đúng của người không trải qua thiền định á, họ cũng thấy biết như mình. Và người kia trải qua công phu thiền định cũng thấy biết như nhau, không khác đâu. Đừng nghĩ là ông đó nhập định mấy tỷ kiếp rồi, đời này ông mở mắt ra cái ông nhận ra được chân lý. Còn mình chưa có nhập định được 3 năm, 5 năm mà mình nhận chân lý là mình không chấp nhận mình á, thì đó là mình tự khu biệt mình. Chứ còn ai cũng như nhau hết. Nếu mà người đó có đầy đủ ngũ quẩn thì mình cũng có đầy đủ ngũ quẩn như nhau. Nhưng mà cái ngũ quẩn này nó được tiến hóa trước hay là sau thôi. Có khi ví dụ như cái người đó đã tới cái vị trí thành Phật trước mình mấy ngàn năm, giống như Đức Phật của mình được tiến hóa được thành Phật mấy ngàn năm rồi. Tức là cái vật chất được hình thành để làm một cái chu kỳ của một chúng sanh trước mình mấy ngàn năm. Vì mình được hình thành cái chu kỳ ban đầu của cái vật chất nó chậm sau mấy ngàn năm đó, thì bây giờ bắt đầu mình cũng tiến hóa từng bước một à. Để mình học hỏi mỗi một cái đời. Mỗi đời mình được sinh ra, mình được học cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, cái yêu đương, cái hận thù, cái oán hờn, chúng ta phải học cho đủ. Để khi mà chúng ta thành Phật là chúng ta có đủ buồn, thương, giận, ghét. Và nếu thiếu một miếng thì người đó tôi nói là không thể thành Phật được. Thành ra người nào nói là tu để mà sạch hết buồn, thương, giận, ghét thì chúng ta phải coi lại. Xin thưa là chúng ta phải xét lại. Thành ra cái quan niệm mà mình tu để mình sạch hết, quan niệm đó, cái lý luận đó chúng ta cần phải xét lại. Với chúng tôi là tu phải còn nguyên và đủ hết, không có thiếu, không có mẻ miếng nào. Không mẻ miếng nào. Phật, có khi Phật cũng không vui với cái chuyện làm sai trái cái đệ tử, ví dụ vậy. Đúng vậy, có không? Có, trong lịch sử rõ ràng có một lần Chư Tăng hai bên cự nhau, Đức Phật bỏ vô rừng mình 3 tháng hè. Vì sao? Vì Đức Phật có nguyên cái thân ngũ quẩn, Đức Phật xài hết. Chứ xài không có thiếu. Ví dụ như mình nói là mình không có giận, mình không có hờn, tức là người đó không có xài hết cái thân ngũ quẩn, không xài trọn vẹn nó, cho nên vẫn còn khát khao để qua đời sau xài thân ngũ quẩn này tiếp. Chứ nếu người ta xài trọn vẹn là đời sau không có cần nó nữa. Nhưng mà do mình xài thân ngũ quẩn nên mình xài không hết nó, mình chưa bao giờ mình xài hết được cái thân ngũ quẩn của mình. Do làm sao? Do một số người dạy chúng ta một số công phu để chúng ta ém cái gì đó. Chúng ta xài một chút này thôi à. Rồi nói đúng ra thì chúng ta chưa có xài hết được cái tưởng quẩn, là chúng ta chưa có qua được, chưa có xài trọn vẹn được tưởng quẩn, thì bao giờ chúng ta xài tới cái hành nổi đâu, và cái thức. Nhưng mà dù chúng ta có xài hay không xài thì cái hành và cái tưởng nó vẫn luôn vận hành theo cái chiều, theo cái tốc lực của nó. Để chi?
để nó luôn luôn tới và hấp thu, tới và hấp thu, tới và hấp thu, chứ không phải tới loại bỏ nha. Tới loại bỏ là sai. Tại vì mỗi một cái bước mới, một bước chân chúng ta bước giữa dòng đời này, một bước mới của chúng ta là chúng ta cảm nhận một cái mới của cái chân chúng ta chạm đất. Chúng ta cảm nhận được một cái không gian mới, cảm nhận được cái thời khắc mới, là một sự việc mới. Chúng ta không có chối bỏ được điều này. Nếu chúng ta chấp nhận mình luôn tiến hóa, luôn tiến tới để hấp thu và chuyển hóa, tiến tới hấp thu và chuyển hóa, đó là cái tiến hóa của không riêng loài người mà vạn loài trong vũ trụ này. Chúng ta luôn luôn đi tới, luôn luôn hấp thu và luôn luôn tiến hóa. Là đúng. Thì vậy là mỗi một cái phút mà chúng ta ngồi tại đây là một phút vận chuyển để chúng ta mới hơn. Chúng ta không muốn mới cũng không được. Đây là một cái quy luật của vũ trụ, đây là quy luật của vũ trụ. Luôn luôn vận chuyển theo cái chiều mà vô trụ tánh, vô trụ tướng, để con người và vạn vật luôn luôn sống trong hoàn cảnh mới. Mà mình không chịu mới, chính cái không chịu mới có nghĩa là mình cưỡng lại chân lý, cho nên mình bị khổ đau. Chứ mình chấp nhận sống đúng với cái luật vũ trụ, sống đúng với chân lý, mình không cưỡng lại, không chống chọi lại, thì mình sẽ sống một đời sống hạnh phúc, phù hợp và hòa nhập được với thiên nhiên này. Thì luôn luôn, luôn luôn vận hành mới mẻ, chuyển hóa và thanh tịnh. Chúng ta không có chịu đi theo cái chiều đó. Thì vậy chúng ta không chịu đi theo chiều đó, cho nên mình bị rắc rối, bị nhiều chuyện rắc rối. Chuyển qua rồi mình muốn nắm níu lại, đúng không? Nắm níu lại để nó thành thương hoặc là thành thù. Chứ còn nếu mà chúng ta ngay ở ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này mà chúng ta biết tận hưởng cái lực sống đó, cái lực sống vốn tròn đủ của vũ trụ đang ban phát cho tất cả chúng sanh muôn loài ngay tại đây, chúng ta chịu khó lắng lòng thực sự, thực tế một chút để chúng ta cảm nhận, và chúng ta hòa nhập hoàn toàn trong cái phút giây, trong cái khoảnh khắc hiện tiền này, thì chúng ta tan vỡ hết. Hạnh phúc bắt đầu trào dâng với đời sống chúng ta ngay tại đây liền. Nhưng chúng ta đâu có chịu đâu. Mình bị cái quá khứ là mình còn giận ai đó mình chưa giải quyết xong. Mình còn thương ai đó mình chưa dám nói câu nào. Ví dụ vậy. Nó cứ kéo chúng ta rời khỏi cái thực tại. Bây giờ cái người ta nói là bây giờ phải tu, phải là cắt đứt cái quá khứ đó. Đã cái quá khứ xảy ra đã làm mình một bước xáo trộn rồi, thì lại thêm một cái thái độ công phu, thêm một bước xáo trộn thứ hai. Đấy, mọi người, nhiều người cho rằng đó là công phu. Không phải, không phải dừng mà thấy được sự thật. Cái thấy sự thật nó bằng 1 tỷ lần của cái gán dừng cái đã qua. Chúng tôi nói là cái gán dừng cái đã qua có nghĩa là mình không kịp để dừng cái hiện tại này. Tại vì mọi cái đều qua mà. Ví dụ như chúng ta ngồi đây, điều này chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần rồi. Bây giờ mình nhìn kỹ lại cái công phu thực tế nhất là chúng ta đang hơn thua với cái ý niệm trong đầu mình đi. Ngồi đây mà chúng ta thiền định rồi chúng ta thấy sao? Là có ý niệm xảy ra đúng không? Nếu mà chúng ta tu giỏi gọi là chánh niệm tỉnh giác á, thì giờ mỗi ý niệm xảy ra thì chúng ta liền biết nó. Ý niệm xảy ra chúng ta liền biết nó, ý niệm xảy ra chúng ta liền biết nó. Và chúng ta biết được liên tục, biết chính xác từng ý niệm một, thì xem như là công phu chúng ta tốt rồi, gọi là chánh niệm tỉnh giác được rồi, đúng không? Như vậy một người ngồi 1 tiếng để biết 1.000 ý niệm, và một người ngồi bên cạnh này không biết ý niệm nào cũng là 1 tiếng đồng hồ 1.000 ý niệm nữa xảy ra. Hai người biết và không biết cũng 1.000 ý niệm trong 1 phút, ví dụ vậy. Bây giờ hỏi lại cái thằng cha mà chưa có tu tập gì á, đang ngồi đây với mình, nãy giờ trong đầu ông có xảy ra gì không? Ông nói có chứ. Ông nhận biết là có, nhưng mà ông không có kiềm chế được, nó khởi thì nó cứ khởi. Vậy giờ này thì đặt thêm một câu hỏi thứ hai nữa, những ý niệm xảy ra nãy giờ ông có làm gì không? Không, đó tôi đâu có tu tại vì đó. Rồi hỏi thêm một câu hỏi thứ ba nữa là giờ mấy ý niệm nó còn không? Nó nói ủa đâu mất hết rồi. Đúng không? Mất hết rồi, nhưng mà không phải tu à. Còn ông kia cứ ngồi ghiềm tiếng hồ tu đó, cũng như ý niệm nó xảy ra và nó cũng mất. Hai người mất như nhau. Thì đây là vấn đề. Có phải do công phu mà 1.000 ý niệm này mất không? Mấu chốt ở chỗ này, tại sao mình không thấy ra? Nếu như mình thấy ra được cái mấu chốt này thì cái chuyện mình nó yên rồi. Nhưng mình cứ ngỡ rằng mình tu mà những ý niệm này mới hết. Và bây giờ nhìn kỹ lại một chút nữa, tinh tế một chút nữa. Một ý niệm xảy ra và một cái biết đi sau nó, hay là chồng lên được, hay là ngăn chặn được,
Đây là câu hỏi được đặt ra. Chứ nếu chúng ta tinh tế tu hành đi, chúng ta là cái người đã từng ngồi thiền, đã từng tu tập, đã từng đối diện với chính mình rồi, thì bây giờ trả lời cho tôi biết cái biết nó có thể kịp đụng với cái vọng tưởng không? Đụng không? Nó chặn lại được vọng tưởng không? Đó, nếu có tu thì chúng ta phải thấy ra chuyện này chứ. Chúng tôi dám khẳng định rằng cái biết của công phu luôn luôn là một khoảng cách với một cái vọng trước. Cái vọng lặn rồi biết nó mới khởi lên. Chứ cái biết khởi lên trước cái vọng lấy gì đâu mà có. Cho nên là cái vọng và cái biết nó chỉ là một bánh xe trước và bánh xe sau. Nếu mà bánh xe trước chạy vận tốc 100 km/h thì bánh xe sau cũng tiếp tục chạy 100 km/h, nhưng vẫn là một khoảng cách. Chứ cái này không có chạm được cái kia. Do nó nói là cái công phu để biết vọng niệm, để trừ vọng niệm, đó là cái công phu gì? Chúng ta phải nhìn lại sự thật. Và nếu như người kia không công phu giống như nãy thì nó cũng tự lặn, thì lý do tại sao mà cái thằng cha này không có tu tập cái gì, bao nhiêu ý niệm khởi lên đều lặn hết, lý do tại sao? Rồi chúng ta thấy được cái này rồi là mọi chuyện yên ổn, yên liền. Đó chính nói đến cái công phu tu hành là chúng ta phải nói tới cái chuyện này, phải thấy được cái sự thật này. Chứ không tu cực dữ lắm, trời ơi, ngồi thiền tôi thấy là nó đau chân, mà nếu mà bắt đầu là thay đổi hơi thở nha, nó đau đến mức độ mà mình không còn làm chủ hơi thở, nó đau quá rồi gán rồi gán gồng người ở đó mà chịu. Cái gồng người đó chịu rồng cho tới thay đổi hơi thở, thay đổi nhịp tim, mồ hôi mồ kê chảy ra hết, hỏi làm gì, nó chiến đấu với vọng tưởng. Chiến đấu với chính mình, đó gọi là công phu. Mệt mỏi làm tiêu hao năng lượng mình trong những cái thời công phu đó. Mà rõ ràng chúng ta luôn làm cái chuyện để tiêu hao năng lượng, thay vì á cái vọng niệm xảy ra trong cái hồn nhiên vô tư của nó, mà chúng ta không có phải vượt qua hai cái biết. Chúng ta phải nhận định được một cái biết do chú tâm và cái biết không chú tâm. Trong lúc chúng ta công phu thì mọi chuyện nó khác nhau ghê gớm. Ví dụ như chúng ta chú tâm để chúng ta nhìn cái tâm thức của mình coi nó sao động như thế nào, và cái chúng ta thả lỏng không hề chú tâm để chúng ta để yên thân tâm mình trong lúc chúng ta đang ngồi, mà nó xảy ra cái sự rõ biết không chú tâm, là hai cái này khác nhau, hai tầng khác nhau. Như điều này chúng ta có nói trong tứ niệm xứ, mà trong tứ niệm xứ tôi nói là cái công phu nó nằm ở cái tầng tưởng. Tưởng là do gì? Là cho đến giờ chúng ta học thầy đó rồi, ông thầy đã dạy là mình phải ngồi kiểu đó, mình hít thở kiểu đó, và cái tâm mình phải như vậy để mà nhận định vọng tưởng như vậy. Và bây giờ mình nương theo cái lời dạy của ông thầy để mình thực hiện cái công phu như vậy, thì đó là cái công phu của màn ngoài tưởng ấm. Mà màn ngoài tưởng ấm không đủ sức để chuyển hóa tâm thức. Chúng ta không xài cái kiến thức của ông thầy trong cái phút giây hiện tại này để mình thấy riêng cái thấy của mình. Cái thấy của mình, cái biết của mình nó không phải là do ông thầy dạy. Không phải. Mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta sẽ nhận ra mình có cái mà không phải của ai dạy mình hết á, để mình xài nó đó, là người biết xài. Biết xài thì vậy là xài cái của riêng chính mình để đi vào công phu thì hiệu quả không lường. Chúng ta trở lại cái rõ biết mà hồn nhiên, không phải do sự tập trung chú ý, không phải do thầy tổ dạy mình, mà mình có được cái biết để mình nhận biết mọi vấn đề xảy ra mà không hề tác động. Cái biết nó không phải là cái biết tác động tới vọng tưởng, có nghĩa là nó không có tác động, nó dừng vọng tưởng. Nó không có nhận định là vọng tưởng tốt, vọng tưởng xấu, ý niệm này là buồn, ý niệm này là tham, ý niệm kia là sân, ý niệm nọ là si, không phải là vậy, không diễn dịch, không bình phẩm. Hoàn toàn trong sáng rỗng lặng để thấy rằng mỗi cái mộng niệm xảy lên đều trong lặng hiện ra. Chúng ta dám thấy là mỗi ý niệm xảy ra đều trong lặng không? Không dám, đúng không? Đang tức bà kia khởi nghĩ cái câu là chửi bả mà làm gì trong lặng nữa. Nhưng mà chừng nào mà từng ý niệm xảy ra trong tâm thức chúng ta bằng cái trong lặng để soi nhìn vọng niệm trong lặng thì chúng ta thành công. Còn bây giờ nó xảy ra là nó vẫn đục tâm thức mình rồi. Khởi ý nghĩ ra là ẩn đục, khởi ý nghĩ kia ẩn đục, khởi ý nghĩ nọ là vẫn đục rồi. Chúng ta không bằng cái trong lặng để nhìn. Đó, cho nên từ cái trong lặng mà thô nhất của vật chất bên ngoài cho tới cái chúng ta phải nhận định được cái tâm thức chúng ta đang trong lặng. Khi chúng ta nhận được cái trong lặng đó rồi thì tất cả mọi cái đối đãi nhau bằng sự trong lặng thì có cái sự khổ đau. Mất khổ đau liền tại chỗ.
Nhưng mà chúng ta đối xử với nhau không bằng trong lặng, đối xử với chính mình cũng không bằng cái trong lặng nữa. Tại mình thấy mình đục mà, mình đục cho nên mình bị khổ. Khổ do tự mình dày xéo dày dò, tự mình khuấy động mình, tự mình biến mình thành dẫn đục. Trong công phu cũng tự dìm mình xuống cái vị trí dẫn đục, chứ không để cho mình tới cái tầng trong lặng. Tất cả những công phu mà hơn nhau ở trong tâm thức đều là như vậy hết. Cho nên là bây giờ chúng ta phải thấy cho đúng sự thật của vấn đề, chứ không có nói tới cái việc là phải làm cái gì nha. Cái chính của Đạo Phật là chúng ta thấy đúng sự thật của vấn đề dùm. Khi chúng ta thấy đúng sự thật vấn đề thì cái bước chuyển hóa lớn xảy ra trong tâm thức của mình. Còn nếu mà chúng ta không thấy đúng sự thật vấn đề á, là không cách nào chúng ta chuyển hóa. Đừng có nghĩ là tu Phật một với một là hai. Tôi bây giờ tôi rất là nghèo ha, tôi nghèo rồi bây giờ tôi phải sắm chiếc xe đạp, sắm xe đạp rồi mới sắm chiếc xe Honda. Xe Honda chúng ta mới sắm xe hơi, tức là đi từ xe đạp rồi, chúng ta đi được xe Honda rồi, chúng ta đi được xe 4 chỗ rồi, xe 4 bánh rồi thì chúng ta mới được quyền leo lên máy bay đi. Còn mà mình chưa có trải qua những cái loại xe đó là mình không được quyền leo máy bay đi, dù công chuyện rất là gấp. Hay vì mọi người xưa giờ chưa từng đi xe đạp, chưa từng đi xe Honda, chưa từng đi xe hơi, nhưng mà có tiền đủ mua chiếc vé bay từ đây tới Hà Nội. Nhưng mà không được đâu, tôi chưa đi xe đạp là tôi không dám lên máy bay. Cái kiểu tu tập đó nó sẽ làm cho mình sanh tử dài tỷ kiếp nữa, chứ không phải rút ngắn cái đường sanh tử của mình. Cho nên mình thấy đến sự thật. Cái vị trí đó nếu mình thấy được, bây giờ mình thấy đúng vị trí mình nè, tiền trong túi tôi đủ để mua vé máy bay đây, thì tôi mua vé máy bay đi, đâu có gì ràng buộc bởi cái xe đạp xe không ra. Nhưng mình không chịu điều này. Giống như bây giờ khi mình phân tích nãy giờ để mình thấy rằng tất cả vật chất vốn tự thanh tịnh, mình không chịu thấy sự thật tất cả vật chất vốn tự thanh tịnh. Không thấy sự thật cái trần gian này vốn là tịnh độ, nhưng mình cho là ta bà này là khổ. Đúng không? Chúng ta cho ta bà này là khổ thì thấy lầm để chúng ta nhận định khổ, chúng ta chấp nhận đời sống là khổ. Cho nên ở thế gian này có một cái bề trái của nó mà chúng tôi hồi trước hay nói. Trong số huynh đệ chúng ta ngồi đây đi học đạo á, tất cả những người ngồi đây hoặc là tất cả những người học đạo, tất cả những người trần gian này đều cho rằng trần gian này là khổ. Và ai nghĩ rằng mình đang khổ thì người đó là người bình thường. Nhưng mà ở đây tự nhiên có một người đứng lên nói là tôi không có khổ thì coi chừng cha này điên á. Tại vì đã qua khỏi cái dòng bình thường của những người đang sống ở đây, họ không chấp nhận mình hết khổ. Cho nên á, nếu như mình thấy người ta khổ thì mình có thể quan tâm, đúng không? Thì vậy là cả đời của mình chờ đợi kiếm người khổ để mình giúp. Mình quan tâm người khổ, rõ ràng mỗi lần mà tôi giúp người tôi cảm thấy vui lắm. Tức là mong rằng có nhiều người khổ nữa để mình vui thêm nhiều, nhiều niềm vui mình giúp người khổ. Nhưng mà đó được mệnh danh là từ bi. Nó lẫn lộn chỗ này, chúng ta nhìn ra đi. Cái bề sâu tâm thức của mình là không muốn ai bằng mình, mày phải thấp hơn để tao cứu mày. Chứ mà ngang bằng đâu được, không có vụ ngồi ngang. Mà hơn cái nữa là không có được. Cho nên nếu ai mà có mình phát hiện ra ai mà trội hơn mình là phải phạt để cho bằng. Đúng không? Sâu nhất trong tâm thức con người ta là có muốn con người ta được hết khổ không? Mình thấy mọi người sống hơn mình chấp nhận nổi không? Vui vẻ với họ nổi không? Không có đâu. Cho nên thẩm sâu con người đã chấp nhận cuộc đời này là khổ. Đó là một sự chấp nhận sâu nhất trong tâm thức của chúng ta. Bây giờ có ai nói thế gian này là không có khổ, mình không phải là con người khổ như vậy, mình không tin nổi. Tại vì nhiều kiếp mình quân tập cái ý tứ đó rồi. Cái ý này nó được mình quân tập sâu quá đi. Bây giờ một phen nghe không bứt phá nữa, chúng ta không có ra được. Giống như cái thân này là thân ô trượt rồi, đã nhận lấy cái thân này là cái thân ô trọc rồi. Bây giờ nói làm sao để cho mình thanh tịnh, mình không tin. Đúng không? Mình không tin nổi. Hồi lý luận mình nghe mình cãi không được, mình chấp nhận nó là thanh tịnh. Mình về nhà nó nhìn tới nhìn lui mình cũng dơ thế mà. Theo kiểu quán thân bất tịnh tứ niệm xứ. Quán thân bất tịnh là một cái tầng rất thấp ở trong tứ niệm xứ.
Đức Phật không có dạy cái quán thân bất tịnh là cái chủ yếu trong tứ niệm xứ, nhưng mà sau này những cái bản kinh ra đời lại cho là quán tâm á, thì phải quán quán vô thường, quán thân thì quán thân bất tịnh, quán thọ thì thọ phải là khổ, quán pháp là pháp phải vô nghĩa. Ví dụ vậy, thì vậy là khi quán được cái thân này bất tịnh á, thì người đó mới được gọi là tu tứ niệm xứ, đúng không? Nguyên cái phần đầu Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta đọc cái bộ Đại Niệm Xứ, chúng ta thấy rõ ràng là đoạn đầu Đức Phật chưa nói tới cái thân bất tịnh, một giai đoạn rất dài. Nhưng mà sau đó có một cái đoạn, thứ Niệm Xứ là một cái đoạn ngắn nhỏ ở phần sau của quán thân, Đức Phật là nói tới quán thân bất tịnh. Thì vậy là quán thân bất tịnh không phải là cái chủ chốt, nó chỉ là cái đối phó của cái người gì? Người bị nhiễm sắc. Nó là một pháp đối phó chứ không phải quán thân bất tịnh, chính là tứ niệm xứ, chúng ta đừng có lầm. Cho nên quen cái miệng rồi cứ quán thân là bất tịnh à. Tứ niệm xứ đụng tới quán thân là bất tịnh, không phải. Quán thân tinh thần nó thấy như thật thân đang diễn biến như thế nào đó. Thì cái như thật đang xảy ra là chúng ta đang ngồi. Như thật đang xảy ra là cái trán chúng ta nóng, cái gò má chúng ta lạnh, cái lỗ mũi chúng ta ngứa, cái lỗ tai chúng ta đau. Đó là như thật đang diễn ra nơi thân. Nó là như thật là chúng ta đang mỏi mỏi, như thật là mình đang buồn ngủ, như thật là cái gì đó, thì như thật đang diễn ra đó chúng ta nhận biết. Đức Phật cũng chỉ dạy là chúng ta nhận biết chứ chúng ta không cưỡng cầu, tức là không ép nó là bất tịnh hay là nó thanh tịnh. Nhưng mà vì mỗi người đắm mê sắc dục quá thì tạm mượn cái quán bất tịnh đó để đối phó với người đó thôi, chứ không phải đó là cái công phu chính của tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ không dạy quán thân bất tịnh là chính, mà nó chỉ là một cái tiêu đề nhỏ để đối phó với người bị nhiễm sắc dục thôi. Bây giờ chúng ta đi học tứ niệm xứ là rõ ràng học tới đâu, học lên trời đi nữa thì cũng phải là quán thân bất tịnh. Chúng ta phải học đọc lại hết cái bộ Đại Niệm Xứ chúng ta mới thấy cái điều sự thật nó là khác. Nó thành ra là chúng ta đã bị trải qua nhiều kiếp huân tập với một cái số kiến thức mà mang màu sắc của Phật giáo, có chút lẫn lộn với tâm thức của cái người chưa công phu tới nơi. Rồi chúng ta chấp nhận được những điều đó để chúng ta bị thấy, bị nhìn theo cái kiểu lệch lạc, nó quân tập sâu quá trong tâm thức của mình rồi. Bây giờ nói cái thân này á, nói đúng cái thân này là tịnh hay là bất tịnh? Hả? Tịnh cũng không đúng mà bất tịnh cũng sai. Nếu một người thấy đúng sự thật trong mọi tình huống thì cái thân này là cái đang hiện hữu như vậy, chứ không có tịnh và cái bất tịnh. Chúng ta nói nó là tịnh cũng là một sự méo mó, mà nói là bất tịnh cũng là méo mó. Mà như thật hiện hữu như vậy, nó vốn là như vậy thì nó là như vậy trong khoảnh khắc này, và khoảnh khắc kế tiếp nó cũng luôn là như vậy, và khoảnh khắc kế tiếp nó cũng tiếp tục là như vậy, thì cái thân của chúng ta lúc nào nó cũng như vậy cả. Đó là pháp như. Thì chúng ta phải nhận định được cái pháp như này, để chúng ta bằng cái như đó mà chúng ta sống giữa cái cuộc đời đang như 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 vậy. Cuộc đời này vốn dĩ là như, nhưng chúng ta làm cho nó không như bằng cái tâm thức sai lệch của mình, chứ không có gì không như hết á. Lúc nào chúng ta cũng như như hết. Chúng ta vốn đã sống trong cái như như đó trong vạn kiếp rồi mà mình không có chịu nhận ra, chứ không phải là đợi mình tu nhiều kiếp mình mới thành như, không phải như vậy. Nó như lâu lắm rồi. Như lâu lắm rồi, tất cả vạn hữu đã vốn như rồi. Chúng ta có dám nhận ra không? Dám sống cái điều này không? Đó là cái bản lĩnh của người học Phật. Thế là đừng nghĩ rồi mình ngồi thiền 3 tháng là bản lĩnh, không có. Đừng ngồi thiền mà nhập định cái là 5 năm, 10 năm, 20 năm là bản lĩnh. Tôi chưa cho đó là bản lĩnh. Bản lĩnh của người biết sống như thật mọi vấn đề trong từng khoảnh khắc một, đó mới là bản lĩnh. Rõ ràng chúng ta không có đủ sức sống như vậy. Chúng ta bị chìm nổi bởi cái dòng tâm thức này. Tới cái thức thứ 5 nó sẽ làm cho chúng ta dao động. Cái tri này, chúng ta vừa tri thì hành nó diễn dịch, bắt đầu tưởng nó diễn dịch tiếp rồi nó ra chuyện. Chứ cái tri ban đầu á, mà thông qua mắt tai mũi lưỡi thì cái tri đó là cái tri của tâm thức. Chúng ta phải nói lại để chúng ta xác định được cái thức ấm ở cái tầng đó. Chúng ta đừng bây giờ hiểu lầm là khi mà chúng ta vừa nhìn đâu có khởi niệm phân biệt gì đâu. Thì cái không khởi niệm phân biệt đó là cái nhìn của cái người ngộ thiền, là coi chừng chúng ta ngộ cái gì chứ chưa ngộ tới thiền. Tới một phen mà người ta bước ra ngoài tâm thức á, thì người ta mới hiểu được cái tri mà đúng mức của thiền tâm muốn nói. Tức là vượt qua cái tri của thân xác này, người ta sẽ nhận được một cái tri không phải của thân xác.
Và cái tri không phải thân xác thì không phải là thân tâm này, mà là cái toàn tri. Thì một phút chốc hành giả tu tập theo đạo thiền sẽ đến cảnh giới gọi là toàn tri đó đó. Họ mới thấy một sự rung chuyển toàn bộ cái vũ trụ này, từng hạt cát cũng đang tri cái toàn tri đó mới là dễ sợ. Chúng ta đừng có tưởng cái bàn chết khô này, một viên đá, một miếng sỏi nào đó, nó là không có tri, là chúng ta lầm. Chúng ta rất lầm về chuyện này. Nhưng bây giờ mình nói hạt sỏi tri, người ta nói mình điên mất rồi, nói chuyện khùng khùng rồi. Thì họ có thể đặt là, nếu như bây giờ nói cục đất là đang tri thì cục đất có thể thành Phật được không? Nhưng mà đối với vậy, một cái lá khô nó tri không? Một cục đất nó tri không? Ví dụ như cục đất đang bình thường, quý vị lấy một loại điện kế mà nó cực nhạy, chúng ta kẹp xuống cục đất đó và tác ý đốt nó đi, điện kế sẽ dao động. Chúng ta thử một công trình khoa học nhỏ đó, chúng ta biết không phải là công trình mà cái chuyện thí nghiệm khoa học nhỏ thôi. Một miếng lá khô nếu chúng ta kẹp hay kẹp điện kế vào, chúng ta tác ý đốt nó thử coi điện kế dao động không biết. Có đó. Nó không phân biệt khổ vui giống như cái đầu của một con người, chớ nó vẫn tri. Đừng nói nó là vô tri là chúng ta lầm. Ai có thể quay phim một cái bụi cây mà mình đã từng chăm sóc nó, chúng ta sẽ thấy sự réo mừng nó khi mình đi vắng 5-3 ngày. Chứ tôi nghĩ là sau này khoa học sẽ trả lời hết những cái điều này. Ví dụ như cái giường chúng ta đang ngủ thôi, đừng có nói chuyện khác nha. Cái giường mình đang ngủ, bây giờ mình đi đâu công chuyện nó 10 ngày, đố quý vị về nó mừng không? Chúng ta sẽ cảm nhận được cái tâm linh đó. Cái tri đó, cái nhận biết quen thuộc đó sẽ xảy ra. Thì nó có những người đi vô giữa rừng cây mà gọi là đi kiếm cái cây quý để mà chặt, hay là có cái tác ý là chúng ta sẽ đốn cây rừng thì coi chừng bị ngộp thở chết. Đối với một số cây đã sống lâu năm thì cái biết nó đã mạnh, biến thành cái thức phân biệt nó mạnh hơn á. Thì khi mà người tác ý giết, nó sẽ tiết ra khí độc để chống lại. Rồi có nhiều người vô rừng ngộp thở chết thì cho rằng lý do là ở trong rừng ban đêm, chứ không phải do ông tác ý xấu cho nên nó thải ra cái loại khí đó. Chúng ta coi chuyện Tam Quốc, ai là người bị cái này? Tào Tháo. Tào Tháo bị một cái cây cổ thụ, bị thần đó làm ảnh hưởng cho tới điên loạn phút cuối. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta mà một lần ha tu tập, nếu chúng ta chấp nhận được sự thật một lần thì tự cái sự thật đó nó chuyển hóa chúng ta tới cái cảnh giới thật. Và cái cảnh giới thật nó xảy ra với chúng ta một lần thì chúng ta thấy một cái sự rung chuyển của toàn thân tâm này, một cái sự rung chuyển của cái vũ trụ mênh mông rỗng không này. Bây giờ mình thấy nó bình lặng lắm, nhưng mà phút giây đó mình mới thấy sự rung chuyển của nó. Không phải bình thường, không phải bình thường đâu. Chúng ta đừng có tưởng phản không này không có gì. Và sự rung chuyển đó chính là lực sống của vũ trụ, lực sống của vạn vật muôn loài trong cái khắp pháp giới này. Nếu không có cái lực đó, không có cái lực vận hành đó, không có ai có thể sống được. Một cành cây, một ngọn cỏ không thể sống được. Và không có một mầm sống nhỏ nếu không có cái lực này. Rồi khi mà chúng ta tu tập để chúng ta nhận biết và hòa được vào cái lực sống đó thì gọi là cái người nhận biết được tự tánh và hòa trong cái pháp giới tánh toàn chân đó, hòa trong cái toàn tri đó, để chúng ta tri pháp giới này một lượt, một lần trong đời của chúng ta. Toàn pháp giới được chúng ta tri một lượt. Ví dụ như bây giờ là mắt chúng ta chỉ thấy không qua tường, không qua vách gì đâu. Nhưng mà phút chốc đó khi chúng ta vượt qua được cái khăn của ngũ uẩn rồi á, thì chúng ta sẽ trở thành một cái loại biết. Thì tự động mình đã hòa trộn trong cái biết đó, hòa nhập trong cái biết đó, để mình chỉ là biết mà không phải là thân xác này. Thì cái biết đó mới ra khỏi cái tầng của thức ấm. Thật ra những cái loại diễn dịch mà biết không có vọng tưởng, biết không có khởi niệm, biết không có phân biệt, biết thế này biết thế kia, là vẫn là cái biết của cái thân căn ngũ uẩn chưa ra được. Đó, cho nên chúng tôi nói là có nhiều người chúng ta bị hiểu lầm điều này. Có nhiều cái lối diễn dịch thiền để người ta tới cái chỗ gì đó, đạt tới cái cảnh giới định, để rồi từ trong cái định đó mình biết mọi cái không có bằng cái vọng thức nữa.
không bằng cái tưởng thì đúng, nhưng mà không bằng cái thức là coi chừng sai. Thì nó không phân biệt theo kiểu tưởng ấm, nó không diễn dịch theo kiểu tưởng ấm. Nhưng mà đừng nói lúc đó là cái thức không còn hoạt động. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa có vượt qua cái thức ấm, tức là chưa có ngủ quẩn về không một lần thật sự, thì chúng ta vẫn muôn đời còn dùng xài cái thân ngủ ấm này. Không ai có thể ra ngoài được hết nếu chưa có một lần ngủ quẩn dai không, thì đừng có hòng có một cái phương pháp nào đem chúng ta ra khỏi tam giới này. Do đó mà tất cả chúng ta đều có công phu kiểu nào đi nữa, nói đi nói lại rồi, thì tất cả chúng ta đều phải một lần ngủ quẩn dai không. Không ngủ quẩn dai không là không được. Đừng có nói là tôi sẽ dùng một cái câu gì đó để tôi niệm cái câu đó một cái là tôi ra ngoài tam giới này, là không có chuyện đó đâu. Niệm cái câu đó để chết được thân căn ngũ quẩn này thì hy vọng. Còn nếu mà niệm mà không chết được thân căn ngũ quẩn thì không có ra được. Dù có thần thông phép màu đi đâu nữa, có thể là bay khỏi cái cõi này để tới cõi khác bằng cái thân xác đó thì cũng được đi, nhưng vẫn không giải quyết được cái thân căn ngũ quẩn. Tức là chưa phát giác ngộ hoàn toàn, không có thể hòa nhập vào cái toàn tri để mà sống đúng với chân lý thực tại từng khoảnh khắc một luôn thanh tịnh này. Thế cho nên là buộc chúng ta phải, với một người học Phật á, thì chúng ta phải thấu hiểu một cách tường tận về cái thân năm ấm. Nếu ở trong đây mà chúng ta chưa nghe, chưa hiểu á, thì chúng ta phải tìm lại để nghe những cái lý luận về thân trung ấm giùm. Quý vị cố gắng nghe cho kỹ giùm. Để khi nói tới ngũ quẩn là chúng ta phải hiểu là cái sắc quẩn là cái gì một cách rõ ràng, minh bạch. Thọ quẩn là cái gì, tưởng quẩn là cái gì, hành quẩn là cái gì, thức quẩn là cái gì. Và khi chúng ta bắt đầu vô công phu mà chúng ta phá được sắc quẩn thì chúng ta như thế nào, thì cái phần sau Lăng Nghiêm sẽ trả lời. Nhưng ít ra thì chúng ta phải hiểu đi, hiểu cái đến cái mức độ tận cùng, khi mình vượt qua sắc quẩn mình sẽ ra làm sao, mình vượt qua tưởng ở quẩn mình được cái gì, và khi biết được tới hành quẩn thì chúng ta được cái gì, và thức quẩn sẽ là cái ngưỡng nào. Nếu chúng ta không có vượt qua cái ngưỡng của thức quẩn thì chúng ta không có hòa nhập trong tự tánh được. Đây là điều chúng ta phải biết. Nhưng mà thức là tri, thức ấm là cái tri. Cái tri đó nếu mà chúng ta có công phu, chúng ta cũng cảm giác sướng lắm. Thức nó không có làm khổ mình đâu. Cho tới thằng tưởng nó mới gây khổ sở. Ví dụ như bây giờ ha, con đĩa nó đeo vô người mình, nó đang hút máu đầy vậy, mình vừa thấy nó, tức là cái thức đã phân biệt rồi. Nhưng mà không có gì hết trơn á, cái thằng hành nó diễn dịch cho thằng tưởng nó làm việc. Cái bắt đầu nó thấy ghê, trời ơi con đĩa thấy ghê. Lúc đó nó bắt đầu sợ, rồi mới la chứ. Cái nhìn ban đầu nó không có la, nhìn bình thường lắm, nhìn mà thấy cái con đeo đeo bình thường lắm. Ha, những người đó hồi xưa giờ chưa từng biết đó là con đĩa nha, mà nó đeo vô chân mình nó hút máu là người đó nhìn bình thường nó không có gì hết đó. Nhưng mà ta nghe nói là con đĩa nó hút máu rồi máu chảy hoài không chịu dừng, có thể chết. Đó là bắt đầu đó, vô cái tưởng làm việc là bắt đầu rung lên sợ la hét em sùm liền. Thế như vậy, ví dụ như chúng ta đi ngang một đoạn đường, một đêm tối thui mình đi bình thường lắm, đi qua đó rồi cái rồi về nhà cái người ta kể, trời ơi mày đi ngang cái đoạn đường đó dễ sợ lắm, lúc nào cũng có con quỷ dữ nó sẵn sàng bắt mình này nọ nơi kia. Là bởi sao có dám đi đó nữa? Không dám, tại vì đã có cái tưởng ấm làm việc rồi. Nhưng mà cái lúc mình đi ngang đó cái thức có làm việc không? Có, luôn rõ ràng. Nhưng mà mình đâu có phân biệt. Thật ra cái thức nó chưa thành khổ, tới thần tưởng nó mới ra vấn đề. Thành ra cái nhận biết ban đầu của mình về mọi sự vật, mọi sự việc á, nó chưa mang màu sắc khổ rồi. Ví dụ như chúng ta nhìn tất cả hoa bông này, chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ biết hết từng cái bông hoa một, từng cành lá một, một chiếc bàn như thế nào, trái cây như thế nào, vân vân. Tất cả những cái thấy ban đầu mà không khởi niệm đó thì nó chỉ ngang cái tầng gì? Thức quẩn mà thôi. Đừng nghĩ đó là tánh là chúng ta lầm. Vì mọi người đều nhận đó là tánh, tức là nhận cái chỗ mà không khởi niệm, tức là cái chỗ bất sanh bất diệt rồi. Cho nên tự cho mình, tự phong cho mình là cái gì? Ngộ đạo. Tôi ngộ thiền rồi, tôi bữa đó tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi là nửa tiếng hồi mà tôi không có phân biệt gì hết đó. Thấy hết, nghe hết, biết hết mọi cái mà không phân biệt gì hết đó. Ngộ thiền rồi. Ngộ thức thì có, nhưng mà ngộ tánh thì chưa. Nó chưa phá được thức để đi ra. Thì quý vị không có tưởng tượng mà mọi người mà phen ngộ tánh. Thiền tông thì nói, có nhiều vị á, thiền sư nói hay lắm. Nữa là sơn hà đại địa chấn động, sụp đổ rồi nọ nọ kia, nó có thật á.
Phút đó một sự chấn động xảy ra rõ ràng là như sơn hà đại địa sụp đổ, chứ không phải chuyện bình thường. Không phải chuyện bình thường đâu. Bình thường tức là cái thói quen của tâm thức. Còn khi chúng ta đã vượt ngoài thói quen tâm thức là một phen chấn động. Cho nên khi mà chúng ta nhận một cái loại, một cái chân lý, một cái đạo lý nào đó trong cái lúc mà chúng ta tu tập á ha, thì quý vị sẽ thấy rằng một phen chấn động. Còn ví dụ như chúng ta ngồi đây mà nói để chúng ta hiểu, gật đầu chấp nhận với nhau là quý vị chưa có xảy ra một phen chấn động. Mà chưa có xảy ra một phen chấn động là biết rằng mình chưa được chuyển hóa. Nên hiểu điều này, chúng ta học thật bao nhiêu đời không cần biết à. Chưa có một lần chấn động thì chúng ta chưa có một lần chuyển hóa. Dù là mình nó là từ hồi một cái người cư sĩ chưa biết đạo lý cho tới chúng ta tu tập, chúng ta gắng ngồi thiền, chúng ta gắng tụng kinh gần như không bỏ bất kỳ thời nào. Rồi chúng ta ráng học đạo để lý luận về cái gì mình cũng có thể hiểu hết. Hiểu luôn người tự tánh như thế nào, mà hiểu luôn là mọi người sống chết ra làm sao, tất cả mọi cái đều hiểu hết. Nhưng mà hiểu theo từ từ, hiểu theo thứ bậc, hiểu từ... do sự quân tập mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày chúng ta hiểu sâu hơn. Do kinh nghiệm tu tập mà chúng ta hiểu sâu hơn gì đó trong thiền định vân vân. Nhưng mà chưa có một phen chấn động thì chúng ta vẫn nguyên như xưa, không có thêm không bớt đâu. Đừng bây giờ tưởng tượng là chúng ta đã ngồi được 5 tháng, 7 tháng là mình đã chứng đắc cái gì là sai. Không có. Không hề chứng đắc cái gì cả, mà chỉ làm dày thêm cái tâm thức của chúng ta mà thôi. Dày thêm kiến thức để chúng ta hiểu biết thêm về cảnh giới này, về cảnh giới nọ của cái tâm thức mà thôi, chứ không phải là phá vỡ tâm thức để đi ra. Hai con đường này khác nhau. Muốn phá vỡ thì phải một phen chết đi sống lại. Muốn phá vỡ là phải có một phen chấn động toàn thân tâm của chính mình, để mình không còn là mình trong cái phút giây đó nữa thì mới phá vỡ được. Tức là phen ngũ quẩn hay không, bản ngã không và pháp không hoàn toàn. Nếu ta hòa nhập trong cái cảnh giới đó thì hy vọng rằng người đó biết được đạo Phật gọi là chân chánh. Còn không là chúng ta chỉ biết cái vòng ngoài, hiểu biết sơ sơ vòng ngoài. Đó thì muốn như vậy là đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn chính chắn như trước giờ mình nói, là phải nhìn lại tất cả vật chất này không từng bị ô nhiễm. Chúng ta có dám nhìn vậy không? Thử bây giờ là chúng ta dành thời gian thay vì chúng ta phải tu niệm Phật, niệm chú hay là niệm sổ tức hay là cái gì đó. Bây giờ mình đừng có làm những công phu nữa, để rảnh đi. Để cho cái đầu mình thật sự rảnh. Bây giờ chúng ta sử dụng một cái loại pháp quán để chúng ta nhìn nước. Nhìn nước thôi. Bây giờ tự mình kiểm tra cái nước, cái nguyên sơ nó là cái gì. Và khi chúng ta bỏ đất, bỏ bùn, bỏ gì vô để nó đục, thì nước này nó bị đục, nó có bị nhiễm hay không? Nhiễm nó nhiễm rằng sao, nó nhiễm thế nào? Và vốn dĩ cái nước này là thanh tịnh hay là bị nhiễm? Tự mình phải nhận ra được một vật chất vốn tự thanh tịnh. Hoặc là bây giờ cái chuyện đất nước, gió lửa là cái chuyện bên ngoài. Bây giờ tới cái chuyện tâm thức của mình. Trở lại giống như hồi nãy mình đặt những câu hỏi ra. Bây giờ mình chánh niệm tỉnh giác suốt nửa tiếng đồng hồ thì bao nhiêu ý niệm đó nó qua, nó hiện ra mà được mình biết rồi nó mất. Mà có những phút giây mà nó không phải là do chánh niệm tỉnh giác nữa mà nó qua nó cũng không còn. Thì lý do tại sao chúng ta buộc phải giải thích được với chính mình. Đó là những cái mà buộc chúng ta phải thấy ra, quán để thấy sự thật. Chứ không phải quán để thấy không sự thật. Quán để gò ép theo cái kết quả của mỗi người trước đưa ra là sai. Cái đó không phải là cái lợi quán của đạo Phật. Những cái pháp quán của đạo Phật làm cho con người phán quán không có nghĩa là một sự chiếu soi để gán ép sự vật theo cái kiến thức của mình. Không phải như vậy. Quán là một cái sự thấy nhìn cái sự thật đang hiện hữu đúng như thật của nó, gọi là pháp quán của đạo Phật. Nếu như mà chúng ta nhìn sự vật, nhận biết được sự vật mà nó trái sự thật đang hiện hữu thì đó không phải là pháp quán. Thì chúng ta nghe kết quả của nhiều người nói thân này là bất tịnh, cái ngồi quán làm sao để cho thân này là bất tịnh thì chúng ta mới chấp nhận được, thì nó không phải là pháp quán đúng mà Đức Phật muốn nói đâu. Nhớ, cho nên chúng ta quán là cái hay cái thấy biết, chứ không phải là cái xoay nhìn theo cái kiểu định nghĩa bình thường. Ví dụ như bây giờ chúng ta quán thân của chúng ta, thì bây giờ mình dùng cái tâm để mình soi lại, mình nhìn cái thân này để thấy cái thân diễn ra như thế nào đó. Tức là mình đưa thân trở thành đối tượng để quân quán. Mình là một con người khác, cái thân là một con người khác đang được mình quán. Không phải như vậy. Cái pháp quán chính thống của Đức Phật không đưa thân và tâm thành đối tượng, mà xảy ra một cái sự nhận biết không còn đối tượng để chúng ta thấy sự thật
đang hiện hữu diễn ra mà nó vượt ngoài đối tượng, thì lúc đó chúng ta mới thành công được pháp quán. Một sự nhận biết không tác động, không diễn dịch, không phân chia, thì đó mới là pháp quán. Ví dụ khi chúng ta lầm, chúng ta cứ nghĩ là pháp quán, ví dụ như quán sổ tức. Quán sổ tức là sự nhận biết cái hơi vào và hơi ra của cái thân xác này, chứ không phải là chúng ta cố tình hít vào hoặc là cố tình hít ra để chúng ta đếm theo số đếm đó, không phải như vậy. Mà một sự nhận biết của hơi thở đang xảy ra, cái nhận biết toàn thân và toàn tâm của mình, trong đó có hơi thở. Chứ không phải biết là biết không hơi thở, tập trung vào hơi thở thôi mà thân tâm hoàn toàn không biết, là một sự sai lầm. Cho nên khi mà quán về tứ niệm xứ, quán thân trên thân, trong đó là nó thấy luôn cái hơi thở vào ra, thấy luôn cái động đậy của tâm thức, thấy luôn tất cả các pháp đang hiện hữu, những âm thanh đang diễn dịch, thấy luôn cả cái thân thổ, thân vui, thân không khổ, không vui. Có nghĩa là tứ niệm xứ luôn hiện hữu một lượt, thân, thọ, tâm và pháp không rời nhau một mảy may nào hết. Khi mà mọi người mà tu tứ niệm xứ mà chỉ cần lìa một cái để mà tu, ví dụ như bây giờ quán thân, quán thọ, quán tâm mà quên quán pháp, ví dụ vậy, coi pháp là một cái gì nó rời, nó riêng, nó không có chung đồng trong một khoảnh khắc thôi, thì người đó không phải là người tu tứ niệm xứ. Nhưng mà có nhiều pháp dạy là bắt phải quán thọ riêng, rồi quán là tâm riêng, rồi quán pháp riêng, là chúng ta đã rời tứ niệm xứ của Đức Phật để mà chúng ta tu tập, cho nên người đó không thành công công phu tứ niệm xứ được. Thì ra cái tứ niệm xứ mà chúng tôi nói lại, nó đi nói lại hồi bài giảng đó cũng như tới giờ phút này, chúng tôi nói là tất cả những người tu tập theo đạo Phật mà không tu tứ niệm xứ thì phải nói một câu hơi buồn là người đó không bao giờ thành tựu được công phu. Nhưng mà tu tứ niệm xứ là tu như thế nào? Như hồi nãy tôi mới vừa nói là nếu như chúng ta thấy tứ niệm xứ có thân nó khác với tâm, tâm nó khác với thọ, thọ nó khác với pháp, thì người đó là phá vỡ tứ niệm xứ chứ không phải là tu tập tứ niệm xứ. Người tu tập đúng với tứ niệm xứ, cái thiền tứ niệm xứ Đức Phật dạy là thân, thọ, tâm, pháp nó hòa quyện trong từng khoảnh khắc một không rời. Sự thật đang hiện hữu của cái thân, sự thật đang hiện hữu của cái thọ, sự thật đang hiện hữu của cái tâm và hiện hữu sự thật của cái pháp, từng khoảnh khắc một có đầy đủ bốn cái điều này. Nếu thấy đúng như vậy thì chúng ta đang hành tứ niệm xứ, còn không là chúng ta đã phá vỡ rồi, phân chia là phá vỡ rồi. Đó cho nên là những cái trường mà thiền dạy tứ niệm xứ, nếu chúng ta tới đó chúng ta học thì chúng ta nên ngắm lại, nghiệm lại coi có phải như vậy hay không. Đọc kỹ lại những cái tài liệu về thiền học của Đức Phật dạy, chúng ta mới thấy rõ ràng là chia chẻ là một sự sai lầm trong công phu. Cho nên những cái trường chúng ta học thiền, nếu như nó có hướng dẫn chúng ta tu tập, chúng ta đến những trường thiền mà chúng ta tu tập đó, mà những vị thiền sư đó khéo hướng dẫn chúng ta tu thiền tứ niệm xứ mà không phân chia được đó, thì chúng ta nên theo. Còn nếu như bây giờ mà chúng ta tu thiền tứ niệm xứ mà bị phân chia là chúng ta làm ơn đừng có theo, bởi vì đã chia chẻ là có sự lệch lạc trong đó, đã phá vỡ cái bản gốc mà Đức Phật muốn nói rồi, cho nên chắc chắn là sẽ lệch lạc. Dù có chứng cái gì đi nữa mình cũng khoan hãy dội tin. Thật ra là chúng ta nên thấy được cái sự thật đó để những cái bước đường học đạo chúng ta đừng có bị lầm. Thì giống như là bây giờ chúng ta phải hiểu rõ về tứ đại, hiểu rõ về ngũ uẩn, tức là phải hiểu rõ về chính mình. Một con người mà có đủ kiến thức về mình thì người đó phải thấu hiểu tương tận ngũ uẩn, được tạm gọi là hiểu mình. Nó theo duy thức thì phải thấu hiểu được bát thức tâm vương á, theo cái kiểu mà diễn tả tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung á, chúng ta mới thấy cái sự hình thành của từng cái thức một ở nơi tâm của mình á. Chúng ta phải hiểu, phải nắm bắt được hết những cái điều đó về thân và tâm của mình. Cái người học Phật là cần phải thấu suốt hai điều này. Đối với thân ngũ uẩn phải tường tận, nói tới đâu mình cũng có thể nhận biết được cái khởi đầu và cái chung cùng của nó. Thì vậy là công phu chúng ta mới không lầm. Chứ nếu không là về sau, những cái công phu dài về sau nó sẽ có những cái biến chuyển. Tại vì vượt qua thức ấm cũng là một biến chuyển, vượt qua hành ấm cũng là biến chuyển, vượt qua tưởng ấm cũng là biến chuyển, thọ ấm cũng vậy và sắc ấm cũng vậy. Không có cái vượt qua nào không có sự biến chuyển cả.
Và biến chuyển như nãy chúng tôi nói là phải có một sự chấn động để phá vỡ, hoặc là tan biến, hoặc là tiến hơn. Thì tất cả những người tu chúng ta là đều phải xảy ra một cái đó một lần trong đời của mình. Còn nếu mà từ xưa giờ cũng ngang ngang, cứ từng trần từ từ chúng ta hiểu biết thêm như từ trước giờ á, thì biết rằng đó là những cái bước mà đang huân tập của tâm thức, đang học hỏi những cái kinh nghiệm của tâm thức để mình đúc kết thành kinh nghiệm của chính mình, chứ không phải là con đường để phá vỡ kinh nghiệm, phá vỡ tâm thức để chúng ta bước ra. Hai con đường khác nhau. Thì nếu chúng ta đi vào chuyên môn thì chúng ta phải biết được điều này, để khi mà càng lúc chúng ta càng giỏi hơn bây giờ có những cái khúc quanh ở trong cái vùng cái con đường đi tới đạo giác ngộ giải thoát á, là những khúc quanh nào đó chúng ta phải tường tận, chứ đợi lúc đó mình kiếm người hỏi không ra rồi lúng túng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái công phu của mình, tức là công phu mình không được liên tục, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một ít điều như vậy. Phật đạo trong viên thành.